Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Sâu Review. Các bạn xem video hãy giúp Sâu một like, share, comment và subscribe kênh Sâu Review nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất nhé. Tập 21, Tiểu Bạch vô lấy hoàng đế cắn lấy cắn để, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, tiếng kêu gào đau đớn thảm thiết không ngừng vang lên. Khi Trần Phàn đuổi kịp nhìn thấy một màn này, thì bị dọa cho kinh hồn bạt vía vội quát lớn, "Tiểu Bạch, người quen mà ngươi cũng cắn, muốn tạo phản sao?" Hoàng đế máu me bé bét đôi chân run rẩy, cố gượng đứng dậy để ra cái vẻ mình rất ổn trần phàm lo lắng hỏi han ngươi không sao chứ triệu linh chi không để phụ hoàng có cơ hội lên tiếng đã vội nhét chữ vào mồm không sao cơ thể của phụ thân ta rất tốt nghe vậy hắn yên tâm hẳn thế thì tốt cứ vào nhà trước rồi tính tiểu bạch thấy trần phàm không ý kiến ý có gì thì vô cùng đắc ý chủ nhân không trách tội mình quả nhiên chó giữ nhà mới là sự kỳ vọng của chủ nhân đối với mình lần sau phải hung hơn thế nữa lúc đi qua sân vườn hai người đế và hậu bị dọa cho chấn kinh hai mắt mở lớn đây chính là nhà của chó sao linh lực tỏa ra vô cùng nồng đậm làm cho hoàng thượng thèm nhỏ dãi kìm không được mà bật thốt ra suy nghĩ trong lòng chấm tha thiết muốn được ngủ trong đó hoàng hậu nghe vậy mà há hốc miệng bệ hạ bình tĩnh rất liêm sỉ rồi khi mọi người đã ổn định tại chỗ ngồi trần phàm rót nước mời từng người vui vẻ nói tuyết di tiểu chi thế thì ta nói thẳng luôn nhé sau này hai người các ngươi phụ trách chăm sóc cái đám xúc sinh một tháng ba nghìn năm trăm đồng bao ăn ở thế nào triệu linh chi hớn hở đồng ý vội không thành vấn đề hoàng đế vừa tọng chén trà vào mồm cơ thể lập tức biến đổi cực mạnh, ánh mắt chừng lớn kinh ngạc. Cha này đúng là thần kỳ thật, vết thương của mình đã hoàn toàn hồi phục rồi, tu vi của mình cũng đang đột phá. Nhận được sự đồng ý của hai cô gái, Trần Phàm bèn lấy ra dụng cụ lao động phát cho từng người, đây là dao cắt cỏ, các ngươi cứ cầm lấy, dao cắt cỏ này quả nhiên không phải vật tầm thường. Linh lực không ngừng vận chuyển quanh dao, Tuyết Âm cầm trên tay mà sung sướng không muốn rời, lúc này Triệu Linh Chi bất chợt lên tiếng, "Trần công tử, nhà của ta cách núi vô danh khá xa, ta phải đưa cha mẹ về trước, lát nữa sẽ đến làm việc, Trần Phàm vui vẻ đồng ý, không sao, ngươi cứ đi trước đi. Lúc này hai người đế hậu cùng với Triệu Linh Chi quốc bộ ra về, hoàng đế nhìn con gái phong phăng đi phía trước mà buồn bực, vỗ vỗ vai gọi Chi Nhi, sao con lại vội đưa chúng ta đi về như vậy, dù sao cũng phải để chúng ta ăn trực bữa cơm đã chứ, đúng là phí của trời. Linh Chi vẻ mặt hầm hầm quay người lại quạc lão hoàng đế một trận, cha còn nói sao, đều trách hai người, cao nhân đã tức giận với con rồi. Hoàng hậu nghe vậy thì có tí chột dạ vội lên tiếng an ủi, cao nhân tặng pháp bảo cho con, đã giữ con lại, sao có thể giận con được chứ, cô nàng hờn dỗi phồng mồm trận má trước đây cao nhân đã đồng ý để con tới hoa hôm nay lại bắt con chăm sóc xúc sinh cái liềm của tuyết di chính là linh binh của con chỉ là một huyền khí đây không phải giận còn là cái gì nữa cô nàng nước mắt ngắn nước mắt dài hoàng đế nghe vậy thì bố mày nhịn mày lâu lắm rồi mắng xa xả vào mặt con gái cho dù cao nhân giận rồi con cũng không thể trách tội lên đầu chúng ta được ta và mẫu hậu của con vẫn luôn rất tôn trọng cao nhân linh chi bị cha già mắng bỗng chốc nổi khùng nổi điên quát lại còn to hơn hai người bề ngoài thì tôn trọng nhưng trong lòng thì không có kính phục hai người đế hậu bị nói chúng tim đen bỗng chốc cầm nín không biết phản bác ra sao hoàng hậu bèn yếu ớt nói trong lòng nghĩ như thế nào sao cao nhân biết được lẽ nào hắn còn đi guốc trong bụng chúng ta triệu linh chi trả thèm nghĩ ngợi gì nhìn hai người đế hậu khẳng định chắc nịch đó là đương nhiên từng câu nói từng hành động của cao nhân đều có thâm ý hai người làm như vậy đúng là khiến con quá thất vọng thấy con gái đau lòng như vậy hoàng hậu cũng thấy tội lỗi bèn tiến đến vỗ vai an ủi động viên chi nhi con đừng buồn nếu cao nhân giữ lại con thì chứng tỏ không hề tức giận với con chỉ là mượn cơ hội này nhắc nhở chúng ta ánh mắt triệu linh chi chợt sáng và con tim dường như đã vui trở lại mẫu hậu có phải người đã ngộ ra được cái gì rồi không hoàng hậu gãi cằm rồi tự suy diễn trong nhà của cao nhân chỉ có mấy con động vật căn bản không cần hai người chăm sóc ý của cao nhân là muốn ta và phụ hoàng của con tìm nhiều thần thú hơn cho hắn lấy công để trục tội hoàng đế cũng nghiêm túc suy nghĩ xem ra phải đi vô tận hải vực một lần lúc này ba người đã quốc bộ ra khỏi phạm vi núi vô danh giờ mới dám sử dụng thuật ngự kiếm trở về hoàng cung tại sân vườn nhà trần phàm tiểu thất đang vô cùng vui vẻ ngồi trên xích đu được làm từ dây chói rồng đã vậy còn được cao nhân phục vụ đẩy cho thích thú ngâm nga một cây nho vừa mới nảy mầm dây chói rồng nghe vậy thì auto bắt sóng tự nghĩ tự suy diễn nho sao ý của chủ nhân là muốn mình làm một cây leo nho sao thực chất nào có phải vậy chủ nhân trong miệng bọn họ còn đang buồn thối ruột thở ngắn thở dài hai hỏi thế gian tình ái là chi ánh mắt nhìn vô định một hướng đã qua 21 ngày tiểu vũ sao vẫn chưa đáp lễ lại đây là từ chối mình rồi sao khi hắn còn đang than thân trách phận thì phía xa truyền đến từng bước chân rầm rầm khói bụi mù mịt làm cho trần phàm giật mình kinh hãi đê mờ có chuyện gì vậy cầm thiên phá dẫn đầu đoàn người cửu vạn đô con lực lưỡng cười tích cả mắt trần công tử bọn họ chính là một trăm người hầu ta giúp người tìm ta đã nói rõ mọi chuyện rồi mọi người rất vui có thể giúp được cho người trần công tử cứ dặn dò trần phàm bèn tiến đến vỗ vai cười không khép được mồm liên tục ngợi khen lão cầm ngươi đúng là được việc đấy nhanh như vậy đã tuyển được nhiều người nào nào vào bên trong ta sẽ sắp xếp công việc cho mọi người đám người cửu vạn nhao nhao reo hò ôi e bấy bỉ Trần Phàm bèn đi gọi hai người đẹp đang mất mải làm vườn, Tiểu Chi, Tuyết Di, hai người cũng qua đây một chút. Trần Phàm cầm trên tay một bình tưới nước, một chổi quét đang tỏa ra linh lực nồng đậm, rồi nói với cô nàng, sau này công việc chăm sóc xúc sinh giao lại cho người khác. Các người đi vào trong vườn giúp ta quét dọn tưới hoa nhé, hắn bèn đưa cho Tuyết Di cây chổi, còn Triệu Linh Chi bình tưới nước. Hai cô nàng cầm dụng cụ lao động mới trên tay, còn chưa hiểu cái mô tê gì thì Trần Phàm đã quay người rời đi. Trong lòng thầm nghĩ nếu như người đã đủ rồi, mấy công việc nặng nhọc này không cần thiết phải để cho nữ nhân làm khi bóng hình hắn đã khuất xa cũng là lúc hai cô nàng hoàn thành xong tiết mục dựng chuyện sung sướng nhảy cẫng lên như hai con dở tuyết di cầm chổi quay mấy vòng trên cao quét dọn xem ra cao nhân có kỳ vọng đối với mình triệu linh chi cũng chả bình thường cầm bình nước tung tăng tung tẩy cười lớn cao nhân kỳ vọng mình chính là tưới sơn hà tuyết di nghe vậy ánh mắt chật loé sáng tưới sơn hà thanh nhén ra vạn vật rồi nhìn linh chi đầy thâm ý à à bà mày đã hiểu chỉ có chủ mẫu của mẫu nghi thiên hạ mới có tư cách gánh vác trách nhiệm này cao nhân đây là đang muốn tỏ tình với người đấy khoan dừng lại khoảng chừng 5 giây. Xin cho phép tại hạ được ngả nón bái phục với thánh xuyên tạc tuyết di cô nương. Linh chi phút chốc đỏ bừng hai má, sướng vãi nổi nhưng vẫn phải tỏ ra trách móc. Tuyết di đừng có nói lung tung. Đám yêu thú viễn cổ không biết hóng hớt kiểu gì, đồng loạt hưởng ứng. Phút chốc vây quanh triệu linh chi, đồng loạt thể hiện lòng thành kính, bái kiến chủ mẫu đại nhân. Vậy là éo biết từ bao giờ, cả đám đã tự phân vai cho cô ẻm linh chi là vợ tương lai của anh men. Linh chi đã nghiện lại còn ngại, vội dặn dò đám vĩnh cổ yêu thú. Chuyện này chúng ta biết là được rồi, trước mặt cao nhân không cần phải bày tỏ rõ ràng như vậy đừng phô trương thanh thế ra ngoài có biết không trong đầu cô nàng bất giác hiện lên hình ảnh tình trạng ý thiếp với cao nhân cùng nhau đứng trên đỉnh cao nhìn ngắm giang sơn cao nhân thủ thủy vào tai nàng tiểu chi nữ nhân có thể kề vai sát cánh với ta chỉ có nàng bỗng chốc cô nàng hừng hực ý chí tự tin tăng vọt không sai ta không phải là đến làm người hầu nô tỳ cho cao nhân số mệnh của ta phải cùng cao nhân quân lâm thiên hạ chỉ có quyền lực mới có thể khiến ta cao quý như vậy và cũng vô cùng hứng thú đang lúc cô nàng ngập tràn trong ảo tưởng thì âm thanh của trần phàm truyền đến tiểu chi đi vào thư phòng với ta ta có một chuyện quan trọng muốn dạy cho ngươi vẻ mặt linh chi bỗng chốc trở lên ngại ngùng e ấp dịu dàng đáp tới rồi đây cô nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện đi thư phòng cô nam quả nữ lẽ nào là một hình ảnh nhạy cảm hôn hít hiện lên trong đầu cô nàng khiến cho cô nàng khoái khoái đỏ bừng cả mặt tiến độ này cũng hơi nhanh quá rồi linh chi vội vàng đi theo trần phàm nhìn bóng lưng hắn cô nàng nghĩ bụng thực lực của cao nhân thâm sâu không lường trước được tương lai nhất định sẽ quân lâm thiên hạ chỉ cần hôm nay làm xong việc sau này mình sẽ là chủ mẫu ở dưới một người trên hàng tỷ người vừa bước vào thư phòng cô nàng đã đóng cửa cài thanh cẩn thận sau đó ngượng chín mặt nói trần công tử có chuyện gì thì cứ nói thẳng trần phàm không biết nghĩ đến chuyện gì mà cứ gãi đầu ngượng ngùng ừm ừm. đang chuẩn bị nói thì thấy sắc mặt cô nàng cứ là lạ không ngờ triệu linh chi lại bảo thủ như vậy chỉ muốn nói với cô ta vài câu mà đã xấu hổ thành như thế trần phàm lấy hơi nhuận khí rồi lên tiếng tiểu chi nếu như có người thích cô tặng quà và biểu đạt tâm ý của mình cô sẽ trả lời lại thế nào Linh Chi liếc mắt đưa tình nhìn Trần Phạm, "Ô đến rồi sao? Thẳng thắn giữ, cao nhân quả nhiên thích mình rồi, không còn nghi ngờ gì nữa." Cô nàng nào hay biết, suy nghĩ của hắn vô cùng đơn giản, chỉ muốn hỏi đoán tâm ý của một người con gái khác mà thôi, vì hắn nghĩ rằng, đều là con gái, có lẽ cô ta sẽ hiểu được suy nghĩ của Tiểu Vũ nhỉ. Tập 22, éo để cho Trần Phạm tiếp tục trình bày, Triệu Linh Chi đã gấp không chờ được nữa, ánh mắt liên tục bắn ra tia lửa điện rồi hét lớn, "Ta, ta bằng lòng." Trần Phạm bị giọng nói này dọa cho giật thót tim, chả hiểu mô tê mợ gì, cái gì? cô nàng chợt nhận ra mình có hơi vội vàng bè nhặt lại miếng liêm sỉ vừa quăng dưới đất bẽn lẽn giải thích ý của ta là nếu như không thích người kia ta sẽ không nhận quà của hắn nhưng mà nếu như ta cũng thích người đó ta sẽ tặng quà lại cho hắn nghe được câu trả lời này bỗng chốc trần phàm lâm vào trầm tư tiểu chi càng hiểu rõ tâm tư của con gái hơn quả nhiên hỏi cô ta là đúng rồi trải qua giây phút bốc đồng vừa rồi triệu linh chi đã tỉnh táo nhắc nhở bản thân trước khi cao nhân vẫn chưa nhổ toẹt tình cảm với mình mình phải nho nhã một chút trần phàm gãi gãi cằm rồi hỏi chuyên gia tư vấn tình yêu tiểu chi vậy nếu như nhận quà thì mà vẫn đáp lễ lại là vì nguyên nhân gì cô nàng hoang tưởng cho rằng nhân vật nữ chính trong câu chuyện cao nhân hỏi là chính mình cười tươi như hoa nói ra nỗi lòng có lẽ là vì có chuyện khác đang làm lỡ có lẽ người tặng quà khá đặc biệt không thể từ chối trước mặt chỉ có thể âm thầm xử lý nghe xong giải đáp của chuyên gia mà hắn như lạc vào sương mù rồi tự hỏi vậy tiểu vũ rốt cuộc là ở tình huống nào linh chi lúc này mới nhớ một chuyện quan trọng á à đủ cao nhân tặng mình ấm nước là lấy vật để biểu đạt tình yêu sao vì thế hắn đang còn nhắc nhở mình nếu như thích thì hãy nhanh đáp lễ lại ngay thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng rất nhanh đã tới ba ngày sau trên một ngọn núi cao một tên cửu vạn kinh hãi nhìn xuống công trình cao ốc hoành tráng đã hoàn thành của trần phàm kinh hãi hết lớn đây là đại trận ngũ hành tụ linh cầm lão đứng bên cạnh khinh thường cái biểu hiện quê mùa của tên này phí lời ngươi cho rằng cao nhân giống như địa điểm kiến trúc tùy tay mà chỉ thật sự tùy tiện mà chọn sao thủ đoạn của cao nhân sau này các ngươi có cơ hội sẽ biết được đang ba hoa trích chòe thì một âm thanh bất chợt từ phía sau truyền đến lão cầm trần phàm vui vẻ tiến lại theo sau là cái đuôi triệu linh chi người mà ngươi tuyển rất nhanh nhẹn mới ba ngày đã sửa xong ký túc xá nhà ăn rồi được cao nhân khen ngợi khiến cho lão cầm lòng như nở hoa vội vàng chấp kính lễ đáp làm việc cho trần công tử sao bọn họ dám không dốc hết sức chứ trần phàm cười ngượng đáp lại nói đủ rồi sau đó hắn nhìn xuống những tòa nhà cao ốc do hắn thiết kế xây dựng lòng xuống sao sao xuyến nhớ về trái đất ở đây nếu như có thể xây dựng sân bóng rổ thì hoàn mỹ rồi mọi người rảnh rỗi có thể đánh bóng còn có thể làm một vài trận đấu gì đó lão cầm nghe hắn nói mà cứ chố cả mắt ra nhị không được liền hỏi trần công tử cái gì là sân bóng rổ trần phàm có chút bất lực giải thích sân bóng rổ là nơi để chơi bóng rổ nhưng mà sửa cũng vô dụng chúng ta đến ngay cả bóng rổ cũng không có hắn lắc đầu buồn rầu triệu linh chi tò mò hỏi bóng rổ là thứ gì vậy trần phàm cười toe toét khua tay múa chân diễn tả bóng rổ lớn như vậy là vật thể bằng da có thể bơm hơi có tính đàn hồi có thể gõ vào linh chi càng nghe càng thấy quen quen miêu tả này hình như mình thấy qua ở đâu rồi trần phàm tiếc nuối chấp nhận chỉ đánh như vậy thôi, lúc này Triệu Linh Chi đột nhiên lên tiếng, "Trần công tử ta muốn xin nghỉ phép về nhà vài ngày, vốn là một ông chủ dễ dãi, nhân viên vừa xin nghỉ một cái hắn đã đồng ý luôn, được, một cô gái như ngươi đi làm thêm ở bên ngoài cũng không dễ dàng, khi đi hãy cưỡi đại sơn đi." Chân của nó rất nhanh, để bớt vất vả. Nói xong hắn cun ngầu quay người rời đi, cười nói thảo luận với lão Cầm, "Ta sẽ sắp xếp một vài công việc cho các ngươi." Không bận tâm đến cô nàng Linh Chi đang xúc động muốn khóc, cao nhân quả nhiên quan tâm mình. Mất một lúc thì cô nàng mới lấy lại bình tĩnh, vuốt mấy sợi tóc đang bay lòng mang theo quyết tâm ta nhất định phải tìm thấy bóng rổ để làm quà đáp lễ cho bày tỏ tình yêu với cao nhân tại chuồng gia súc đại sơn và ngựa trắng đang quỳ gối giúp mặt cầu xin triệu linh chi chủ mẫu đại nhân ngài hãy dạy cho chúng ta chúng ta cũng muốn có được sự yêu thích của chủ nhân giống như tiểu bạch cô nàng dịu dàng nhìn chúng rồi nói hãy đứng dậy hết đi ta chăm sóc các ngươi vài ngày cũng xem như có tình cảm đương nhiên không muốn nhìn thấy các ngươi bị cao nhân bỏ rơi đại sơn cao nhân bảo ngươi chở ta rời khỏi đây ngươi có hiểu là có ý gì không đại sơn nghe vậy vội nịnh nọt lấy lòng tiểu nhân nhất định sẽ dốc hết sức hỗ trợ cho chủ mẫu đại nhân lúc này cô nàng bắt đầu kể cho đại sơn và ngựa trắng nhiệm vụ tự suy diễn của mình cao nhân lệnh ta đi tìm một bảo vật nghe miêu tả có lẽ là linh thủy châu trong truyền thuyết ngựa trắng nghe mà mở lớn đôi mắt linh thủy châu linh chi ánh mắt mong chờ nhìn nó ngươi là thần thú thượng cổ có lẽ biết ở đâu đúng không ngựa trắng giơ chân trước lên kích động nói thủy linh châu là trí bảo của tộc huyền võ long tộc chúng ta gần như cả nghìn năm nay vẫn luôn tìm kiếm bây giờ đã xác định thủy linh châu đang ở trong xí linh quốc lúc đó ta bị thương gặp được cao nhân cũng chính là đang còn tìm thủy linh châu ở nơi này triệu linh chi vút ve đầu ngựa trắng khích lệ nếu đã như vậy ngươi hãy nói tình hình cụ thể của thủy linh châu cho ta biết ngựa trắng đắc ý lỗ mũi cũng nở to bèn há mùng thổi ra một bong bóng lớn long tục chúng ta có ảnh của thủy linh châu ta biến ra cho chủ mẫu đại nhân xem một bong bóng lớn bên trong là hình ảnh khối cầu xanh trắng đan xen, triệu linh chi trợn mắt há mùng kinh hãi lại là nó sau khi xác định được hình ảnh của thủy linh châu cô nàng nhanh chóng nhảy lên lưng đại sơn rồi vẫy tay tạm biệt ngựa trắng tiểu long ngươi lập công sau khi xong chuyện bổn hậu tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đâu đại sơn hừng ngược phí nhanh về phía trước hú hú phượng minh quốc hoàng thành diệp kinh hồng vác theo quốc trên vai bay lơ lửng giữa không trung hét lớn thiên hạ này cuối cùng cũng sẽ thuộc về cao nhân đại thế này khuyên phượng minh quốc ngươi hãy nhanh chóng thần phục đi là lúc này diệp lão mang theo khí thí mười phần đe dọa những người phía dưới lúc này những làn khói đen tỏa ra từ tòa thành mang theo âm thanh đầy giận dữ cao nhân trò chết gì chứ chưa bao giờ nghe qua thấy kẻ này dám xúc phạm cao nhân quả là chán sống lão diệp tức giận quát cao nhân đến từ cấm kỵ chi địa địa cầu nguyên nông cạn đương nhiên là chưa nghe qua rồi mặc dù quát to mạnh miệng như vậy nhưng khi nhìn thấy nhiều sương mù đen xuất hiện lão cũng có tí xoắn trong lòng thứ này là thứ gì sao lại có yêu khí nặng như vậy sương mù đen khinh khỉnh đánh giá lão cầm lấy linh binh nhỏ bé cũng dám đến đây ngang ngược cao nhân trong miệng ngươi nói chẳng qua cũng chỉ là thứ gà mờ diệp kinh hồng vung mạnh quốc dám bất kính với cao nhân muốn tìm cái chết ư hư a lão diệp dồn toàn linh lực vào một đòn này sống mái đến cùng làn dương đen trả hề mảy may trước đòn tấn công đó nó cuộn thành một hố đen hút toàn bộ linh lực này sau đó táng cho lão diệp học Sizo, bắn xa cả mét ngã cái rầm xuống mặt đất phút chốc khói bụi mù mịt làn dương phút chốc ngưng tụ thành một khuôn mặt quỷ quái giọng nói khè khè khuyên ngươi nên sớm quy thuận chu tiên điện còn có thể sống sót diệp lão nằm bẹp dí dưới cái hố tự tin có thừa đáp lại mặc dù không biết chu tiên điện là cái thứ gì nhưng sự xuất hiện của ngươi sớm đã nằm trong tính toán của cao nhân rồi nếu như ta không đánh lại ngươi Cao nhân nhất định sẽ sắp xếp người có thể đánh lại ngươi đến để cứu ta. Ánh mắt của làn xương đen bừng bừng lửa giận, không biết điều. Thế thì chết đi, một bàn tay khổng lồ được kết lại từ xương đen, mang theo cự trường ầm ầm áp bách xuống. Ngay trong lúc tính mạng của Diệp lão ngàn cân treo sợi tóc, thì một âm thanh lạnh lẽo vang lên, Hàn Giang cô ảnh, giang hồ cố nhân, gặp lại nhau. Một đạo kim sắc kiếm khí bất chợt xuất hiện, đem bàn tay khổng lồ chém thành nhiều mảnh, xương đen tức giận quát ai. Chỉ thấy trên không trung xuất hiện một thanh niên bí ẩn, đầu đội nón áo choàng tung bay phần phật khi thế uy vũ đứng trên thanh kiếm người thanh niên này cởi khan che mặt xuống ánh mắt sắc lạnh diệp kinh hồng thương tích đầy mình vừa thấy người thanh niên này xuất hiện thì như chút được gánh nặng kiểu này đúng là tuyệt vời ông mặt trời mà tập 23, thấy tên thanh niên này còn dưỡng dẹo tạo nét không mau mau làm thịt cái xương đen kia thì oán trách trong lòng thể hiện cái gì nhanh xử người này đi người thanh niên thấy cái lão già trước mặt quả là không biết điều lên giọng ra lệnh mình thì tức giận mắng ta đã cứu ngươi ngươi không những không cảm tạ ta còn nói giọng điệu như vậy với ta mặc dù không quen biết người thanh niên này những lão diệp tự tin có thừa cho rằng đây là người cao nhân cử đến vì vậy chả có tí tẹo khách khí hay sợ hãi gì khệnh khạng giới thiệu bản thân ta là con cờ của trần công tử phụng mệnh đến để tìm hiểu phượng minh quốc vào lúc này ngươi xuất hiện lẽ nào không phải là do trần công tử sắp xếp sao người thanh niên nghe cái tên này mà ngờ ngợ trần công tử làn xương đen trên bầu trời ngưng tụ thành một tên hắc y nhân từ lúc nào không hay tên hắc y nhân thấy hai người này có vẻ không quen biết liền sung sướng cười lớn lớn ha 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 cao nhân cho dám gì chứ người ta căn bản là không quay người. Ha ha ha, đang cười hăng say thì mũi kiếm không biết từ lúc nào đã chĩa vào mặt tên xương đen, khiến cho gã tắt mẹ nụ cười, người thanh niên lên tiếng hỏi xác nhận, ý ngươi nói là Trần công tử của trấn Thanh Khê. Lão Diệp đắc ý vuốt chòm râu dê, không sai, xem ra thâm ý của cao nhân lại bị ta nhìn trúng rồi. Yến Hiểu Phong nháy mắt liền minh bạch, tay bấm pháp quyết, thì ra là như vậy. Bức tranh đó không phải nói với ta Phượng Minh Quốc gặp nạn, mà là nói ta đến giúp người này giúp Phượng Minh Quốc niết bàn trùng sinh. Vô vàn kiếm ảnh tỏa ra ánh sáng đáng sợ xuất hiện, một đường phi về phía tên xương đen khiến gã điên cuồng chạy nhưng không tránh được ngươi dám giết ta hãy đợi chu tiên điện chúng ta báo thủ vô vàn ánh kiếm đồng loạt xuyên qua thân hình tên xương đen yến hiểu phong lạnh lùng dùng tay bấm pháp quyết điều khiển thanh kiếm một phát cuối đưa tên kia đến miền cực lạc lúc này tại cổng thành âm thanh vô cùng náo nhiệt vương công quý tộc những người may mắn còn sống sót xếp hàng chỉnh tế cung kính đồng thanh chúng ta nguyện ý quy thuận cao nhân diệp lão hết sức hài lòng xem như mấy người này thức thời cười lớn ha ha cũng xem như các người có mắt nhìn Diệp lão ra cái vẻ lão đại, vỗ vỗ vai Yến Hiểu Phong, ta là người đứng đầu cày dụ cho thiên hạ của Trần công tử, Diệp Kinh Hồng. Chàng thanh niên cười tít mắt đáp lễ, chào Diệp tiền bối, tại hạ là Yến Hiểu Phong, nhận được chỉ điểm của cao nhân đến đây để giúp ngươi một tay. Vừa nãy người đó tự xưng là Chu Tiên Điện, ta thấy thủ đoạn của hắn ngược lại là giống với ma giáo trong truyền thuyết, thiên hạ này e rằng không thái bình rồi. Hai người vừa đi vừa thảo luận, Diệp lão tự tin có thừa nói với Yến Hiểu Phong, có cao nhân tọa trấn thiên hạ, chỉ là ma giáo nhỏ bé. Chả mấy chốc thì hai người đã về đến đại bản doanh của Trần Phàm, vừa thấy lão bạn phong trần trở về lão cầm vội vàng gác bỏ chuyện đang dở tiến đến chào mừng lão diệp cuối cùng thì ngươi đã về rồi bất ngờ phát hiện có một chàng thanh niên trông giống hiệp khách vai đeo một thanh kiếm lớn và một đám cao thủ phía sau nhị không được hỏi đây là những người mà ngươi đã tuyển sao lão diệp đáp lời đúng rồi nhìn lão cầm chỉ ít ngày không gặp mà như thay ra đổi thịt làm lão có tí ghen tị lão cầm ngươi đã là long võ đỉnh phong rồi sao lúc này cầm lão bèn tiến đến thủ thủy vào tay lão bạn lão diệp cao nhân rất bất mãn với hiệu suất làm việc của ngươi và tiểu vũ nghe vậy thì diệp kinh hồng có chút lo lắng thật sao cầm phá thiên bèn một chín một kể lại sự tình mấy hôm nay cao nhân vẫn luôn hỏi tiểu vũ lúc nào mới quay lại lão diệp nghe mà đổ mồ hôi giọng nói mang theo trách cứ rõ ràng là bất mãn việc nó vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ lão chỉ biết cầu chúc cho con gái may mắn tiểu vũ con phải cố lên nếu không vi phụ cũng không bảo vệ được con đâu lúc này tại rừng cây huyễn diệt trong khu rừng rậm rừng thiêng nước độc có rất nhiều những thân cây to lớn kỳ lạ trên thân cây treo lủng lẳng vô số ngọc tầm kết thành từng nhộng vàng lớn bên trong nhộng ngọc tầm có một chàng thanh niên đang gồng mình nghiến răng nghiến lợi nhằm phá nhộng tầm đang ngày một co rút lại lẽ nào lâm tiêu nhạn mình lại chết ở đây sao chàng thanh niên này chính là lâm tiêu nhạn tiểu nhị của nhà trọ phúc nguyên khi hắn hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng thì một đạo âm thanh lạ vang lên hắn ngỡ ngàng nhìn xuống thấy thanh kiếm gỗ đang không ngừng tỏa ra ánh sáng vàng đây là ngạc nhiên hơn nữa khi mà những sợi ngọc tầm này chạm vào kiếm gỗ thì ngay lập tức tan ra lúc này hắn chợt nhớ tới cơ duyên mình có được thanh kiếm gỗ này có một đứa trẻ con đã đưa thanh kiếm này cho hắn làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên chưa quen biết con nít lại tặng kiếm gỗ cho mình thật ra con nít đó chỉ vì muốn ăn kẹo nên đã đổi cho hắn mà thôi nhận ra sự huyền diệu của thanh kiếm gỗ lâm tiêu nhạn một đường đưa kiếm dứt khoát chém vụn sợi ngọc tầm dễ dàng thoát ra khỏi nhộng phi thân bay đi rồi sau đó tự mình ảo tưởng mình đã nói mà vô duyên cô cớ sao có con nít tặng kiếm gỗ cho mình tất cả đều là sắp xếp của cao nhân một nơi khác trong khu rừng diệp khinh vũ đang thảo luận cùng hoàng chiêu nhiều mây thiền rực như vậy nếu như có thể đem đi hết nhất định phục mệnh với cao nhân hoàng chiêu cảm thán đáp lời may mà có mây thiền dực chúng ta trên đường vào đây đều không bị ngọc tầm công kích khi mà hai người đang tính khuôn hết cả cái chỗ mây thiền dực này về thì bất ngờ xảy ra biến trên một cành cây gần đó một đống tơ ngọc tầm nhả ra khiến cho hai người vô cùng khiếp sợ một đạo âm thanh trầm thấp mang theo sắc khí vang lên con người lại dám tự ý xông vào nơi quan trọng của tộc ngọc tầm ta muốn tìm cái chết sao đây chính là thất thải ngọc tầm diệp khinh vũ kinh hoàng không dám tin vào mắt mình nơi này lại có huyết mạch của thất thải ngọc tầm đột biến hoàng chiêu vội vã vận linh lực ở hai cánh tay diệp tiểu thư chúng ta rút lui trước thất hải ngọc tầm nào dễ buông tha cho hai người nó liên tục phun ra ngọc tơ tầm kết thành một quả cầu lớn nhanh chóng vây khốn hai người ở bên trong diệp khinh vũ bèn hỏi ý kiến lão hoàng bây giờ phải làm thế nào hoàng chiêu thở dài may mà chúng ta còn có hộ thể mây thiền dực bây giờ chỉ đành quan sát rồi vừa dứt lời lão đã bị một sợi ngọc tơ xuyên qua người máu bắn tung tóe này thì hộ thể diệp khinh vũ thấy vậy mà kinh sợ hãi hết lớn hoàng lão rồi vội vàng tiến lại gần xem thương thế của lão thất hải ngọc tầm lên tiếng châm chọc còn cho rằng dựa vào di vật của tộc ta có thể chặn được công kích của ta ngây thơ tiếp theo đến lượt ngươi rồi vô vàn những sợi ngọc tắm bắn ra quấn lấy người diệp khinh vũ rồi siết chặt cô nàng đau đớn nhắm mắt lòng đầy chua sót không hoàn thành nhiệm vụ của cao nhân ngài ấy nhất định sẽ rất thất vọng về mình hoàng chiêu đã vì cao nhân mà chết tiếp theo sẽ đến lượt mình rồi tưởng rằng chết mất ngáp đến nơi thì bất chợt một giọng nói vang lên nghiệt xúc đừng hòng làm người khác bị thương theo đó là đường kiếm mạnh mẽ của lâm tiêu nhạn chém cho sợi ngọc tầm thanh trăm mảnh giải phóng cho diệp khinh vũ thất hải ngọc tầm không dám tín vào mắt tầm một thanh kiếm gỗ lại có thể chém đứt sợi mây bảy màu của ta sao? Chờ đã, kia là. Á đủ là Hàn Thiết Thần Mộc, sau khi xử gọn mấy sợi ngọc tầm, Lâm Tiêu Nhạn thu kiếm rồi lên tiếng, "Diệp tiểu thư đừng sợ, ta là Lâm Tiêu Nhạn được cao nhân phái đến giúp cô hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần có thần binh mà cao nhân ban tặng, Tộc Ngọc Tầm sẽ không làm chúng ta bị thương được." Cô nàng nghe xong mà lòng như mở cờ trong bụng, vuốt ve miếng ngọc bội đeo ở cổ, "Cao nhân không bỏ rơi mình, sao mình phải buồn chứ?" Tất Hải Ngọc Tầm sau khi nhận ra xuất xứ của thanh kiếm gỗ kia, vội vàng quay ngoắt 180 độ giọng điệu khúm núm ta có mắt như mù đắc tội với cao nhân nhưng xin hãy tha cho tộc nhân của ta diệp khinh vũ nói yên tâm chúng ta chỉ cần mây thiền dực sẽ không làm người của tộc ngươi bị thương đâu bớt chợt một giọng nói âm lãnh vang lên không ngờ chỉ là một thanh kiếm gỗ nhỏ bé lại là khắc tinh của thất thải ngọc tầm dứt lời thanh kiếm vốn đang ở trong tay của lâm tiêu nhạn bỗng chốc bay lên rồi rơi vào tay của lão giả lâm tiêu nhãn kinh hãi quay người lại kiếm của ta kiếm đó là bảo vật mà cao nhân ban tặng cho ta ngươi dám cướp đi cao nhân sẽ không tha cho ngươi đâu hắn giận dữ nhìn lão giả trước mặt diệp khinh vũ phụ họa phối kết hợp chúng ta là con cờ của cao nhân đi đến đây để tìm mây thiền dực nếu như ngươi làm hỏng chuyện tốt của chúng ta hậu quả cao nhân tức giận ngươi không gánh vác nổi đâu lão giả cười khỉnh bố mày sợ quá cơ các ngươi lúc nào cũng mở miệng nói cao nhân này cao nhân kia ngược lại hãy nói cho ta biết cao nhân rốt cuộc là ai diệp khinh vũ hùng hổ quát lớn cao nhân là cường giả tuyệt thế đến từ trái đất lão giả ngắm nghía thanh kiếm gỗ trên tay khà khà trái đất lão phu ngược lại muốn xem thử ta giết các người vị cao nhân đó có xuất hiện để cứu các người hay không dứt lời lão bèn giơ tay tung đòn về phía hai người mang theo cùng phong giết gào diệp khinh vũ không nghĩ ngợi bèn chạy đến chắn cho lâm tiêu nhạn ăn một chưởng này cô nàng lập tức phun ra một đống máu lão giả có chút kinh ngạc nhìn diệp khinh vũ có thể đỡ được một trưởng của ta mà không chết xem như ngươi cũng có chút bản lĩnh nhưng mà còn có trưởng thứ hai một lần nữa trưởng lực như vũ bão của lão giả, hướng về phía diệp khinh vũ mà đánh diệp khinh vũ sờ tay lên ngọc bội toàn thân không còn sức để né tránh cao nhân tiểu vũ đã phụ lòng mong chờ của người e rằng phải chết ở nơi này rồi bất ngờ một luồng linh lực từ ngọc bội tỏa ra bao lấy thân thể cô nàng chặn toàn bộ trưởng lực của lão giả khiến cô nàng bất ngờ không thôi là ngọc bội này nội thương của mình đã hoàn toàn hồi phục rồi một thân máu me bé bét bé của diệp khinh vũ được tẩy sạch hoàn toàn hóa ra đó không phải là ngọc bội tầm thường ngay khi máu của cô nàng bắn lên miếng ngọc huyền cơ của miếng ngọc đã được kích hoạt vô số những bạch quang từ miếng ngọc phát tán thành vô số dòng khí nháy mắt chảy khắp người diệp khinh vũ cô nàng như tiến vào một không gian huyền diệu tập 24, trong nháy mắt cô nàng đã rơi vào thế giới hỗn độn có chút bỡ ngỡ đánh giá không gian xung quanh ở đây là ở phía xa trên một tòa sen vàng xuất hiện một bóng hình quen thuộc thế đếch nào mà cao nhân lại ở trong này phía trên tòa sen có một thanh bảo kiếm màu xanh lục không ngừng tỏa ra linh lực diệp khinh vũ cất tiếng gọi trần công tử người thanh niên này mang dáng vẻ của trần phàm nhưng khí chất toát ra lại vô cùng cao thâm cất giọng trầm thấp tiểu vũ cô có bằng lòng thừa nhận ta không giọng nói vừa vang lên toàn thân diệp khinh vũ lập tức chấn động vội vàng quỳ xuống thành kính đáp ta bằng lòng trần phàm trong thế giới hỗn độn bèn đưa tay phải hướng về phía diệp khinh vũ nếu đã như vậy cô qua đây cô nàng ngoan như cún chạy đến vâng trần phàm nhìn cô gái đứng trước mặt mình không cảm xúc rồi đặt ngón tay lên trán cô nàng những luồng linh khí theo ngón tay hắn chạy vào trong cơ thể diệp khinh vũ ánh mắt cô nàng nhắm lại cảm nhận sự biến đổi của cơ thể con tim không ngừng run lên trần công tử người đối xử tốt với tiểu vũ như vậy tiểu vũ thật sự khó khăn mà kiềm chế được sự ngưỡng mộ của mình đối với công tử cơ thể diệp khinh vũ dần dần bay lên đôi chân của cô nàng được một đôi giày thủy tinh bao lấy y phục trên người chợt biến đổi tỏa ra ánh sáng lấp lánh trên đầu cũng xuất hiện một vòng cài đầu tỏa ra kim quang khí chất trên người được thay đổi hoàn toàn toàn thân như thay ra đổi thịt trơn bóng phát sáng khuôn mặt tựa như thần nữ đẹp đến không chân thực trên người nàng tản ra hơi thở thần thánh hơi thở này thổi quét bát phương vạn vật thần phục lâm tiêu nhạn thanh ý lão giả và tất cả đám ngọc tầm đều đồng loạt quỳ dạp xuống lão giả lúc trước hống hách kiêu căng thì bây giờ bị dọa cho sợ xanh mắt mèo uy áp đáng sợ như thế nào lại khiến ta không thở nổi còn lâm tiêu nhạn thì sững sờ không chớp mắt đây là cửu thiên huyền nữ hạ phàm sao thanh y lão giả người run như cầy sấy lắp bắp toang rồi toang thật rồi diệp khinh vũ ánh mắt ngạo nghễ nhìn thanh y lão giả dưới đất lạnh lùng lên tiếng bổn tọa muốn lấy mạng của ngươi để đền tội vung tay một cái lão giả kia đã đi chầu ông bà ông vải. Phút chốc máu me của thanh y lão giả bắn ra tung tóe, thất hải ngọc tầm thấy mà run sợ hãi hùng. Thế trận đã đảo chiều kẻ biết điều mới là Trang Tuấn Kiệt, vì tộc nhân chỉ có thể quy thuận khẩn cầu tha thứ. Diệp Khinh Vũ như nữ thần dáng thế nhìn thất hải ngọc tầm, cùng đám con cháu run rẩy quỳ lạy rồi nói, đứng dậy đi, ngươi và ta đều là con cờ của Trần Công Tử, không cần quỳ xuống với ta, đám ngọc tầm cảm động rớt nước mắt dập đầu vài cái, đa tạ thánh nhân, Tiểu nhân là tộc Ngọc Tầm, nguyện quy thuận chủ nhân. Thấy đám này cũng biết điều, Diệp khinh Vũ cũng không thèm khách khí nữa. Nếu đã như vậy, giao mấy thiền dục thu thập được cho bổn tọa. Tộc Ngọc Tầm nào dám nói không lập tức đáp ứng lại? Vâng vâng. Diệp khinh Vũ lúc này lòng vui như hoa, nghĩ đến người ấy mà xuân tâm nhộn nhạo. Ta vốn dĩ cho rằng cao nhân tặng Ngọc Bội bình thường cho ta là ý ghét ta, nhưng không ngờ trước đây căn bản chính là vì cảnh giới của mình quá thấp, nhìn không ra chỗ đáng sợ của Ngọc Bội này. Lâm Tiêu nhạn sau một hồi giám sát tộc Ngọc Tầm thu thập thiền dục thì cũng được một lỗ vui vẻ báo cáo thánh nhân đã thu nạp toàn bộ mây thiền dực ổn thỏa rồi diệp khinh vũ hài lòng nói tốt chúng ta đi thôi thất hải ngọc tầm thấy hai người định rời đi thi gấp không đợi nổi chờ đã có thể đưa ta đi cùng để bái kiến cao nhân ra sức cho ngài ấy có được không càng đông càng vui nên diệp khinh vũ cũng không từ chối thế thì đi theo hai người và một tầm nhanh chóng phi thân bay về núi vô danh diệp khinh vũ nhớ đến người trong lòng mà xốn sao sao xuyến trần công tử tất cả những gì tiểu vũ làm cho ngài ngài có hài lòng hay không trần phàm ở nhà hát xì hơi liên tục nước miếng vắng tứ lung tung chả có nhẽ ai đang nhớ đến mình đang lúc hắn không ngừng ngãi mũi vì ngứa thì một thứ đập vào mắt khiến hắn không khỏi kinh ngạc chu choa má ơi cái cây cổ thụ 10 năm rồi cuối cùng thì ngươi cũng đã nở hoa rồi hắn nhìn chằm chằm những bông hoa đang nhú nở mọc ra trên trượng thiên thanh tâm tình tự nhiên tốt hẳn bèn tự mình đi lấy nước chăm bẵm nhìn những chùm quả mọc trên đám dây leo làm cho hắn càng vui vẻ tưới nước càng thêm hăng một cái cây nho lớn như vậy đến lúc đó ra quả bản thân ăn không hết còn có thể hái đem bán Trượng Thiên Thanh kích động hấp thụ từng giọt nước, bỗng chốc vui quên trời đất, quả nhiên, cao nhân đối với sự kỳ vọng của mình chính là làm một cây nhỏ. Tưới nước xong xuôi Trần Phàm nhìn cây lớn trước mắt mang theo mong chờ, đột nhiên một đêm gió xuân thổi tới, ngàn cây vạn cây hoa lên nở rộ, đúng là một mỹ cảnh tuyệt diệu. Hắn đang đắm chìm trong viễn cảnh đẹp thơ mộng, thì Diệp Kinh Hồng chợt xuất hiện gãi đầu bối rối nói: "Trần công tử, đã cày ruộng xong rồi, chỉ là cái liều lớn mà ngài nói, mọi người đều không biết sửa như nào." Trần Phàm cũng không khó chịu vì bị cắt ngang thú vui, hắn vui vẻ khoác vai lão Diệp, chuyện cái lều lớn không gấp ngươi gọi vài người đến chúng ta đóng thêm cái khung cho cây nho để tránh ảnh hưởng ra quả của nó diệp lão tất nhiên là không ý kiến ý có gì liền đáp lời vâng trượng thiên thanh nhìn chằm chằm bóng dáng trần phàm rời đi như vỡ ra được điều gì ánh mắt nó chợt lóe sáng kích động cười lớn ha 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 ta hiểu rồi nó đã tìm được ý nghĩa cuộc đời của mình hoa lê nở hoa lê ra trái đây chính là kỳ vọng mà cao nhân đang mong chờ ở mình trượng thiên thanh không ngừng lắc lắc các nhánh cây phút mốt hoa lê nở ngập tràn trần phàm vui vẻ ôm đóng gỗ hôm nay thời tiết đúng là không tệ vừa nhìn thấy sự thay đổi của cái cây khiến hắn sững sờ thế méo nào hắn vừa rời đi có tí chút quay lại cái cây này cũng đã nở hoa rồi hắn nhìn những từng trùng hoa nở rộ mà nghi ngờ nhân sinh càng nhìn hắn càng thấy kỳ lạ nhưng mà cái cây này giống như cây liễu sao có thể ra hoa lê được chứ trượng thiên thanh nghe vậy sợ cứng đờ mồ hôi cha mồ hôi con đổ ầm ầm không hay lẽ nào mình đã lĩnh hội sai lầm thâm ý của cao nhân rồi ư nó vội vàng nhìn tiểu thất đang thành thơi ngồi xích đu cầu xin trợ giúp bà cố nội ơi nhanh cứu ta với tiểu thất bình thản đu thêm vài phát nữa rồi mới lạnh lùng đáp lại ta là vãn bối của ngươi ngươi xưng hô với ta như vậy là đang giày vò ta trước đây là ta không hiểu chuyện sau này không được làm như vậy nữa nói xong cô nàng liền nhảy từ xích đu xuống chạy về phía trần phàm ca ca trần phàm đang bận xếp gỗ thấy cô bé tiến đến thì không hiểu có chuyện gì ừm cô nàng ngay lập tức nhận vai thành muội muội dễ thương nắm lấy tay trần phàm chỉ về phía cái cây kiếm một lý do sức sẹo cho trượng thiên thành cái cây này không phải là cây lê bình thường nó là lê vàng đấy trần phàm nghe vậy thì có chút nghi ngờ thế sao thấy cao nhân vẫn còn chưa tin tiểu thất vội bồi thêm lý do thuyết phục kết quả giống như là vàng rất là ngon chân phàm gật gù thì ra là như vậy tám tiểu bạch đứng từ xa nhìn cao nhân ngày càng độc sủng con thỏ chết tiệt kia nhị không được vừa tát vừa chửi bản thân cho bớt ngu dạy hiểu đồ đệ đói chết sư phụ ai bảo ngươi mềm lòng để dạy cô ta làm thế nào để lấy lòng của cao nhân kiến thái cổ thấy một màn này thì vô cùng hà hê khiêu khích nhìn tiểu bạch tát đỏ cả mặt rô và mặt rồi có cần ta giúp ngươi hay không tiểu bạch đã sẵn máu điên trong người lại còn bị chế nhạo nào có chuyện để yên tức giận xòe móng vuốt lao đến người kiến thái cổ nào ngán ngẩm con chó trước mặt vậy là một kiến một chó nhìn chằm chằm nhau hầm hè nhe nành múa vuốt bộc phát linh lực đối chiến nhau tập 25, giải quyết xong vụ cái cây trần phàm thành thơi đi dạo nhìn thấy mọi người ai cũng hăng say lao động làm cho lòng hắn hết sức hài lòng tấm tắc khen ngợi người mà lão diệp tìm đều không tệ đều chịu khổ tốt yêu lao động đúng lúc hắn nhìn thấy chàng thanh niên yến hiểu phong đang hăng say đóng cọc nhị không được tò mò tiến đến hỏi han yến công tử có thể vẽ bức tranh kiếm tiền sao lại chạy đến chỗ của ta làm người làm thuê bị cao nhân đột ngột hỏi khó làm cho yến hiểu phong có chút ngượng ngùng may mà gã cũng đầu óc nhanh nhạy này số tìm được lý do trả lời hiện nay cuộc sống của ta có một chút khó khăn vừa hay diệp thúc thúc đang tìm người nên đã đi theo tới đây thấy thanh niên này trẻ khỏe đẹp trai trần phàm có chút cảm tình bèn quyết định chuyển công tác cho gã như vậy sao nếu như yến công tử thích vẽ tranh sau này hãy giúp ta chỉnh sửa tác phẩm tranh vẽ trong lòng trần phàm thẩm mỹ yến hiểu phong này cũng là một người thích vẽ chi bằng cứ thành toàn cho hắn yến hiểu phong đang cầm búa chuẩn bị đóng cái cọc tiếp theo nghe cao nhân đưa ra chỉ thị mới cho mình thì có chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức liền đồng ý lại được trần phàm bèn dẫn yến hiểu phong vào căn phòng chứa đầy tranh vẽ sáng tác của hắn trong lòng trần phàm suy tính tranh mình vẽ để lại bán kiếm tiền miễn phí cho hắn xem ngược lại cũng được trần phàm bèn chỉ tay vào đống tranh trên bàn rồi nói mấy tác phẩm này đều được phơi nắng sau đó thì phân thành từng nhóm nói khô cả cuống họng mà không thấy yến hiểu phong đáp lời trần phàm nhịn không được mà quay người lại gọi yến công tử đập vào mắt hắn là hình ảnh đờ dại của yến hiểu phong gã này đang nhìn chằm chằm bức tranh chữ của hắn khiến hắn không biết phải làm sao đành cảm thán đúng là một tên cùng vẽ yến hiểu phong ánh mắt không rời khỏi bức tranh chữ những dòng chữ trong bức tranh như có sinh mệnh thoát ra khỏi giấy tuyên thành mười năm mài một kiếm bá nhẫn đã từng thử hôm nay xem thử ai có chuyện bất hạnh yến hiểu phong thấy bản thân như xuyên qua thời không đến một thời không khác phía trước chuyển đến thanh âm của kiếm đập vào mắt gã là hình ảnh hắc y nhân đang ở bên cạnh một ao nước nghiêm túc tẩy kiếm chỉ ma hàn giao thế người nam nhân này cứ liên tục lặp đi lặp lại động tác mài kiếm hết năm nay đến năm khác đến cả 10 năm không luyện kiếm chỉ mài kiếm thanh kiếm trong tay hắc y nhân từ nguyên bản một thanh sắt vụn biến thành chém sắt như chém bùn bộc phát thành thần binh lợi khí hắc y nhân đó cầm thanh kiếm mang theo vô số linh lực ánh mắt lóe lên ánh sáng đỏ người và kiếm như hòa vào làm một yến hiểu phong xem đến đây thì vô cùng kinh hãi đây là cảnh giới nhân kiếm hợp nhất toàn thân gã không khống chế được sự run rẩy sau đó mở bừng mắt như đã ngộ ra được điều gì gã gấp không chờ được bèn tiến đến chỗ trần phàm chắp tay nói, trần công tử, ta đột nhiên nhớ ra còn có một chuyện vẫn chưa hoàn thành, đợi ta hoàn thành sẽ đến có được không? trần phàm nghe vậy thì thoải mái đồng ý, không sao, ngươi cứ đi làm việc của mình đi. rời khỏi phòng tranh yến hiểu phong dương dương nước mắt xúc động, nắm chặt lòng bàn tay đầy quyết tâm, trần công tử đây là muốn mượn tranh chữ để chỉ điểm cho mình, muốn trở thành một kiếm khách đỉnh cấp thì không được ăn không ngồi rồi ở núi vô danh để tu luyện, mà phải đi khắp thiên hạ để rèn luyện bản thân. nhìn bóng lưng người thanh niên khuất xa, trần phàm lắc đầu tiếc nuối, quả nhiên không giữ được lúc này chỗ triệu linh chi và đại sơn trong hoàng cung xa hoa của xí linh quốc đại hoàng tử triệu thái đang ngồi trên ngai vàng khinh hạng nhìn một người một thú trước mặt giao ai phủ đầu triệu linh chi ngươi liên hợp với triệu tung mưu hại tiên đế triệu tung đã bị ta nhốt vào thiên lao chọn ngày chém đầu ngươi cũng phải nhanh giơ tay chịu trói đi đại sơn nghe mấy lời bất kính của tên phàm nhân không biết trời cao đất dày kia thì vô cùng chướng tay gai mắt chủ mẫu đại nhân có cần ta đuổi bọn họ đi không triệu linh chi chỉ khẽ đáp không cần đâu cô nàng lạnh lùng nhìn cái kẻ đang ngồi phía trên giọng nói mang theo lửa giận một hoàng tử có thân phận thấp kém như người lại dám mưu phản ai cho người lá gan đó cô nàng không thèm bận tâm một đám binh lính cầm đao kiếm chĩa sau lưng đúng lúc này một giọng nói hùng hậu truyền đến từ phía sau tam công chúa đã lâu không gặp gã này chính là đại tướng quân trấn quốc lý tấn diệp triệu linh chi khinh thường liếc mắt ta đã nói mà dựa vào cái tên vô dụng triệu thái đó sao có thể đăng lên hoàng vị thì ra là lý tướng quân ủng hộ sau lưng hắn triệu thái bị sỉ nhục thì nhị không được cục tức đập mạnh tay xuống ghế đứng dậy quát lớn hỗn láo ngươi nên xưng ta là nhiếp chính vương gã tức đến tím tái mặt mày tính đi xuống khô máu với triệu linh chi thì bị lý tấn diệp lường cho một cái ngoan ngoãn không dám đi xuống triệu linh chi nhìn một màn này thì đã hiểu mọi chuyện trả trách nhiều năm như vậy ngươi đều không tham gia vào đảng phái nào cả lại muốn giúp đỡ tên phế vật này thật ra người muốn làm hoàng đế thật sự chính là ngươi nếu như đã đến đông đủ thế thì đã đến lúc phải giải quyết rồi lý tấn diệp nhìn vị công chúa trước mặt hư lạnh coi khinh chỉ dựa vào ngươi sao triệu linh chi hất nhẹ tay gỡ giải phong ấn tu vi linh lực mạnh mẽ không ngừng tỏa ra quanh thân cô nàng khiến cho tên lý tấn diệp kinh hãi sao hú hồn chim én có thể chứ trần thái sợ đến mức ngã sấp mặt lý tấn diệp ngồi trên long kỳ run lẩy bẩy trợn mắt há mồm ngươi lại là cường giả võ tông ư đám quan lại bên ngoài bị uy áp của triệu linh chi làm cho toàn thân run rẩy quỳ dạp dưới đất sợ hãi kêu gào bên trong xảy ra chuyện gì vậy đáng sợ thật đáng thương ôm lấy bản thân ta chỉ là một người làm công mà thôi ngay sau đó cánh cửa lớn cung điện mở ra triệu linh chi cùng đại sơn oai hùng bước ra quan đại thần đang quỳ dưới đất nhất nhất thanh hô kính mời tam công chúa đăng cơ xương đế cung nguyên nữ đế nhìn thảm cảnh bên trong cung điện khiến ai cũng không dám nhìn đám người triệu thái lý tấn diệp đã bị triệu linh chi xử lý trong một nốt nhạc cô nàng nhìn những người đang quỳ lại dưới đất lạnh lùng từ chối phụ hoàng trước khi rời khỏi cung đã quyết định nhường vị cho ngũ hoàng tử triệu tung các ngươi hãy lập tức phóng thích cho hắn chọn ngày đăng cơ sau này xí linh quốc tất cả đều phải quy thuận môn hạ của cao nhân ở núi vô danh đám quan lại nghe vậy thì vô cùng thắc mắc thì thầm to nhỏ lại là ngũ hoàng tử đăng cơ núi vô danh nằm ở đâu cao nhân gì vậy sao chưa bao giờ nghe tới dù không hiểu cái mô tê gì nhưng điều này cũng không quan trọng một đám vô cùng tức thời đồng thanh hô vang chúng thần tuân cộng hòa triệu linh chi nhìn những người thuần phục mình trước mặt chả có tí thiết tha gì thẩm nghĩ. chỉ là một nữ đế của xí linh quốc thì có gì mà tốt muốn làm thì phải làm nữ nhân của cao nhân quân lâm thiên hạ 31. sau khi ổn định xong triều cục cô nàng và đại sơn bèn đi đến nơi chứa thủy linh châu vừa vào trong họ đã nhìn thấy thứ mình muốn tìm kiếm cô nàng bèn tiến đến cầm tinh cầu trong tay có chút cảm thán thì ra thủy linh châu này vẫn luôn bị xí linh quốc cung phụng ở tế đàn ta đã từng gặp qua vài lần chỉ là không ngờ đây là thủy linh châu trong truyền thuyết cô nàng thử vỗ vào quả cầu bồng bột rồi đập đập xuống đất thì vô cùng hài lòng so với miêu tả của cao nhân không khác biệt vài phần nào cả nhất định là nó rồi đại sơn đứng một bên tích cực vuốt mông ngựa đem thủy linh châu này làm món quà đáp lễ cao nhân nhất định sẽ hài lòng đến lúc đó cao nhân sẽ tuyên bố với thiên hạ thân phận chủ mẫu của cô cũng không cần phải che giấu nữa triệu linh chi nghe mà nở hoa trong lòng hớn hở khen ngợi đại sơn ngươi nói rất đúng chúng ta hãy nhanh về thôi còn lúc này tại núi vô danh trần phàm rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại lượn tới công trường trong lòng không ngừng nhớ thương diệp khinh vũ tiểu vũ rốt cuộc thì lúc nào cô mới chịu quay về đây đột nhiên đám nhân công trở lên xôn xao ánh mắt nhìn về một hướng trời ơi cô ta là tiên nữ sao là huyền nữ cửu thiên nhất định là như vậy rồi làm cho trần phàm cũng thắc mắc tính quay đầu lại nhìn thì một âm thanh của nữ tử truyền đến trần công tử tiểu vũ đến muộn rồi Diệp Khinh Vũ xinh đẹp như một nữ thần, toàn thân lấp lánh ánh bước đến, kim quang tỏa ra sáng ngời. Trần Phàm nhìn thấy dáng vẻ này thì si mê lắm, mặt đỏ bừng xấu hổ, "Tiểu Vũ." Tập 26, Trần Phàm nhìn chằm chằm cô gái mình ngày nhớ đêm mong, đang đứng trước mặt trái tim không ngừng loạn nhịp. Đột nhiên hắn phát hiện, trên cổ Diệp Khinh Vũ trống trơn, Tiểu Vũ không đeo ngọc bội. Tâm trạng hắn bỗng chốc tụt dốc không phanh, Tiểu Vũ đúng là lương thiện thật, trước đây mình giúp cô ấy, cô ấy không nhẫn tâm từ chối trước mặt, vì thế mới nhận ngọc bội, chỉ là không đeo ngọc bội chính là từ chối trong im lặng diệp mỹ nữ ánh mắt nhìn trần phàm đầy yêu thương chiều mến hai tay cung kính dâng lên trần công tử đây là nhựa mà ta tìm được ngài xem có đủ hay không trần phàm chả còn tâm trí mà nhìn buồn bã quay người rời đi đủ rồi trên đường đi nhất định là ngươi đã vất vả rồi vào nhà trước đi thấy thái độ của hắn đột ngột thay đổi cô nàng không hiểu ra làm sao mây thiềm dực mà mình đưa tới sao trần công tử lại không vui như vậy tại phòng khách tiểu vũ đang được một cô nàng xinh đẹp phục vụ nước nôi nhưng không làm sao mà vui cho được bao kỷ niệm xưa cũ bỗng chốc ùa về lòng tràn đầy lo lắng hoang mang trước đây đều là do trần công tử đích thân pha trà cho mình uống bây giờ tại sao lại để tuyết di pha trà cho mình cô nàng bỗng chốc nghi ngờ nhân sinh là mình đã làm sai chuyện gì khiến cho ngài ấy không vui sao lúc này trần phàm cầm theo gói đồ lững thững đi đến giọng nói có chút lạnh nhạt tiểu vũ thật ngại quá để cô chờ lâu rồi trần phàm mang theo tâm trạng thất tình đi đến nếu như tiểu vũ đã không thích mình vậy nên tính rõ một chút thì tốt hơn hắn cầm túi tiền lên rồi nói đây là tiền mua nhựa Ta cũng không biết giá thị trường thế nào, nếu như thiếu thì cứ nói với ta." Diệp Khinh Vũ nghe vậy mà bàng hoàng hoảng hốt, vội vàng xua tay, "Không cần đâu." Diệp Khinh Vũ không hiểu ra làm sao, tâm trạng cũng vì thế mà tụt sốc không phanh, rõ ràng là nhiệm vụ mà Trần Công tử giao cho mình làm, tại sao còn trả tiền cho mình, lẽ nào là ghét mình, muốn vạch rõ ranh giới với mình sao? Trần Phàm nhịn đau cầm túi tiền nặng trịch, cô đấm ăn xôi đặt vào tay Tiểu Vũ, "Chuyện nào ra chuyện đấy, ngươi cứ cầm lấy đi." Hắn thầm tự trách bản thân, đúng là không nên tùy ý thăm dò khiến cho Tiểu Vũ ngại ngùng như vậy đưa tiền xong hắn không để cô nàng nói thêm lời nào quay lưng lầm lũi rời đi ta phải đi nấu ăn đây diệp khinh vũ cố gắng cất tiếng gọi níu kéo cuộc tình chưa kịp nở đã tàn trần công tử tuy nhiên hắn không hề dừng bước diệp khinh vũ buồn thương trong lòng trần công tử thật sự không muốn gặp mình như vậy sao trái tim cả hai bỗng chốc vỡ nát mỗi người chạy về một phía bỏ đi không nên cưỡng ép dưới chân núi vô danh diệp mỹ nữ vừa khóc lóc vừa kể lại cho lão cha sự tình nghe xong câu chuyện diệp lão bắt đầu trổ tài biên kịch nghe con nói ta đã hiểu ý của cao nhân rồi ngài ấy tặng cơ duyên ngọc bội lớn như vậy cho con chỉ là tu vi của chúng ta thấp nên mới không nhìn ra làm lỡ thời cơ hoàn thành nhiệm vụ công tử nhất thời giận dỗi cũng là chuyện đương nhiên nghe lão cha nói vậy khiến cho nỗi buồn của diệp khinh vũ vơi đi một nửa ánh mắt lấp lánh mong chờ ý của phụ thân là con vẫn còn có thể quay về bên cạnh công tử sao cầm âm ngồi hóng hớt ánh mắt cũng sáng lên một niềm tin đó là được quay về bên cạnh cao nhân diệp lão nhìn con gái chắc như đinh đóng cột trả lời đương nhiên con cứ quay về với cầm âm trước cùng nhau hiểu được hàm nghĩa của khăn tay đợi con ngộ ra đương nhiên có thể quay về rồi hai cô gái đồng thanh nhất trí đáp được vậy là hai cô gái tay trong tay lững thững rời đi cầm âm đã lâu không được xuất hiện giọng nói mang theo sự ghen tị tiểu vũ ta đúng là ngưỡng mộ cô thật bởi vì ta chậm chạp không thể thẩm thấu được thâm ý của khăn tay sớm đã bị cao nhân xem như đồ bỏ đi rồi diệp khinh vũ thấy bản thân cũng chả khá khẩm hơn là bao bèn lên tiếng động viên số mệnh của hai tỷ muội chúng ta sao lại khổ như vậy đang đi thì diệp khinh vũ như nhớ đến chuyện gì chợt hét toáng lên nguy rồi hình như ta đã làm rơi ngọc tầm thất thải trên núi vô danh rồi núi vô danh khán đài trần phàm ngồi buồn thỉu buồn thiêu chả thiết tha làm gì tiểu vũ hôm nay ăn mặc rất cao quý nhất định là đã lấy được sự xem trọng của tông môn nhớ đến lúc gặp mặt với người trong mộng buổi sáng lấp lánh như một nữ thần từ trang phục đến phụ kiện toàn những thứ không tầm thường khoảng cách của cả hai ngày càng xa vời hắn nhìn lại chính mình thì càng thêm buồn bực nhổ gọng cỏ trong miệng quyết định không thể để bản thân tiếp tục thảm hại như vậy tương lai của tiểu vũ có tiền đồ rộng mở mình cũng không thể nào tinh thần xa sút như vậy nữa cho dù không thể tu luyện mình cũng phải làm người phàm trên vạn người Trở thành người giàu có nhất của thế giới này, trở thành phú nhị đại hắn không sợ không có gái đẹp bu, bỗng chốc tình thần hắn hăng hái hẳn, hắn nhìn về phía trước tràn đầy niềm tin vào tương lai, hắn không hề hay biết phía sau lưng, cách chỗ hắn đứng không xa có một con Thất Hải Ngọc Tầm đang nhìn theo hắn chằm chằm. Ở một nơi khác, dưới một con sông gần núi vô danh, một con rồng trắng từ dưới nước bay lên, liên tục nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm cái gì. Một âm thanh thất thanh vang lên, "A, à, tìm thấy rồi." Con rồng trắng đã hóa thân thành một tiểu cô nương có hai cái sừng nhỏ trên đầu, đây chính là tứ công chúa của Long tộc ngao bắc hóa ra cái mà tiểu cô nương ngày đêm tìm kiếm chính là thái tử long tộc đang hóa thân thành ngựa trắng thợ cây dụng của trần phàm hiện đang nằm trành ảnh ra đất bị tiểu bạch chơi đùa nhìn thấy tam ca nhà mình bị một con chó nhảy qua nhảy lại trên người ngao bắc điên tiết gầm giận dữ quyết khô máu với con chó trắng đó một mạch cắm đầu cắm cổ bay về phía sơn trang của trần phàm tam ca của ta là thần thú thanh long cao quý như vậy sao có thể bị đám xúc sinh các ngươi cưỡi lên trên đầu như vậy ngao bắc đang lao với tốc độ bàn thờ thì bỗng đột nhiên phanh kít lại chờ đã con chó trắng đang nhảy nhót trên người tam ca không phải là xúc sinh bình thường ấy thế mà lại là tiếu thiên thần khuyển còn con chim đen xì kia lại là thái dương kim mã con kiến ba khoang ấy thế mà là kiến ma thái cổ khiến cho công nàng kinh hoàng không sao hiểu nổi tại sao bọn nó lại hóa thành phàm vật ở lại nhân gian như vậy còn chưa đủ đến ngay những người sửa đường này đều là cao thủ trong đó tu vi thấp nhất đều là võ hồn đỉnh phong giống như mình ngao bắc có chút rén không dám liều lĩnh xông lên mà chỉ dám đứng từ xa quan sát tình hình cô nàng vội lấp vào bụi cây gần đó bắt đầu suy nghĩ cân nhắc dựa vào năng lực của mình không cách nào cứu được tam ca nhưng bảo y long tộc trên người của mình có thể che giấu hơi thở vừa hay có thể thăm dò tin tức cho dù là ai muốn bắt nạt tam ca của mình đều phải trả giá đúng lúc này ngao bắc bắt gặp hình ảnh một đôi vợ chồng đang kéo một con trâu kia là May nó không phải trâu thường đó là thiếu chủ của tộc thiên thanh quỳ ngưu trâu được bình thường là do thiên thanh quỳ ngưu biến thành tập 27, mươi bảy quỳ ngưu không ngờ rằng đường đường là thiếu chủ thiên thanh lại bị đôi vợ chồng này rất mũi lôi đi dù nó cố gồng mình chống lại vẫn không thoát ra được còn hai vợ chồng đế hậu thì đang cố hết sức đến toát mồ hôi đầy đầu để kéo cho bằng được con trâu về làm lễ vật cho cao nhân thì một giọng nói từ phía sau truyền đến phụ thân mẫu thân hai vợ chồng vừa quay người đã nhìn thấy con gái đang cưỡi đại sơn đi tới giật thoát tim trách móc con đúng là to gan lại dám cưỡi vật cưỡi của cao nhân triệu linh chi cưỡi đại sơn vô cùng tự nhiên bình tĩnh nói với hai người cha mẹ đừng sợ là cao nhân để con cưỡi vừa nghe con gái nói vậy hoàng hậu và hoàng thượng vui mừng ra mặt liên tục gợi khen chi nhi thì ra con đã lấy được sự xem trọng của cao nhân rồi sao? Chúng ta từ vùng biển vô tận bắt được Thiên Thanh Quỳ Ngưu, lần này một nhà ba người chúng ta đã ra sức vì cao nhân rồi. Đại Sơn không nhịn được mà tham gia tám chuyện, tình cảm của cao nhân đối với chủ mẫu đại nhân sao có thể dùng từ xem trọng để miêu tả được chứ? Thấy Đại Sơn gọi mình là chủ mẫu, Linh Chi có chút ngượng ngùng đỏ bừng mặt xấu hổ. Hoàng hậu mừng rớt nước mắt vỗ vỗ tay con gái, "Chi Nhi, lẽ nào cao nhân đã?" Cô nàng ấp úng nói, mặc dù cao nhân vẫn chưa tỏ tình, nhưng Đại Sơn nói là thật. Hoàng đế nghe mà không dám tin, trợn mắt há mồm cũng có nghĩa là chỉ cần con đem bóng rổ về làm quà đáp lễ cho cao nhân cao nhân sẽ tuyên bố với thiên hạ phong còn làm chủ mẫu sao cô nàng không giấu giếm mà trả lời đúng vậy quý như một đường ngay cả nhà này làm nhảm thì trong lòng vô cùng khinh thường đúng là một nhà dở hơi người khác tùy tiện chỉ nói một câu bọn họ đều cảm thấy có thâm ý ta ngược lại muốn xem thử vị tuyệt thế cường giả đến từ trái đất kia rốt cuộc trông như thế nào chả mấy chốc đoàn người đã đến trước biệt phủ của trần phàm triệu linh chi chờ không nổi chưa vào cửa đã gọi lớn trần công tử còn quý như vừa nhìn thấy trận trước mặt kinh hãi muốn lòi mắt trâu, chết tiệt. Nơi này sao lại có ngũ hành tụ linh đại trận trong truyền thuyết? Trần Phàm bước ra cổng tiếp đón. Vừa nhìn thấy Linh Chi khệnh khạng ngồi trên lưng đại sơn, thì trong lòng vô cùng chê đánh giá một sao vì ý thức, hai ở đâu ra cái lý bản thân ngồi vật cưỡi, để cha mẹ đi bộ phía sau như vậy chứ? Trần Phàm niềm nở chào đón hai người đế hậu, thúc thúc và gì đã tới rồi sao? Linh Chi thấy Trần Phàm bước đến gần, thì vội lên tiếng thu hút sự chú ý, "Trần công tử ta về rồi." Nào ngờ hắn lướt thẳng qua chỗ cô nàng, không thể ngó ngàng, "Thúc thúc và gì, sao hai người lại đến đây rồi còn đem theo một con trâu nữa hoàng đế vỗ vỗ lưng trâu rồi lên tiếng lấy lòng trần công tử đối xử tốt với tiểu chi như vậy hai vợ chồng chúng ta đương nhiên là đặc biệt đến cảm ơn công tử rồi con trâu này chính là quà cảm ơn trần phàm nhiệt tình tiếp đãi hai người thúc và dì cứ vào trong nhà uống ly trà trước tiểu ngưu cứ để ở trong sân lát nữa sẽ có người đến rất đi triệu linh chi bị cho bơ đẹp ở phía sau nhìn chằm chằm ba người phía trước bỗng chốc không biết vì sao kỳ lạ tại sao cao nhân lại lạnh lùng với mình phía sau một thân cây gần đó ngao bắc đang rình rập theo dõi sau một hồi chứng kiến cô nàng bèn rút ra kết luận bọn họ cung kính như vậy có lẽ trần công tử này là cường giả tuyệt thế che giấu thực lực chỉ là cảnh giới của mình quá thấp không nhìn thấu tu vi của hắn cô nàng quyết định phải chạy đi tìm trợ giúp từ người thân mình phải đi tìm các trưởng lão giúp đỡ cứu tam kakaza vừa vào trong phòng trần phàm bèn pha trà rót nước mời hai người đế hậu sau đó lên tiếng hỏi hai vị lần này tới đây có phải là cần ta giúp đỡ không hoàng đế ấp úng không hiểu cao nhân có ý gì cái này thấy hai người này đã nghiện còn ngại Trần Phàm bèn khích lệ, hai lão cứ nói không sao, thấy hai người không nói gì mà cứ liếc mắt về phía con gái. Trần Phàm bèn nhận định, xem ra nhà bọn họ có mâu thuẫn với nhau, trả trách Triệu Linh Chi một mình cưỡi đại sơn đi phía trước. Hoàng đế lúc này quyết định vứt sĩ diện, mà dày cầu xin, hai vợ chồng chúng ta cũng muốn làm việc cho Trần công tử, Trần Phàm cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, chứ cái này thì mũi. Hắn nhìn hai người tươi cười đáp ứng, không thành vấn đề, các người cứ nghỉ ngơi cho tốt, đến lúc đó đi hậu viện tìm Diệp Kinh Hồng sắp xếp công việc cho các người. Hoàng đế chỉ sợ cao nhân đổi ý, gấp không chờ được vội giơ tay lên không phải bây giờ chúng ta sẽ qua đó luôn hoàng hậu và hoàng thượng vội vàng đứng dậy chắp tay kính cẩn với trần phàm đa tạ trần công tử có thể làm việc cho công tử là vinh hạnh của chúng ta hành động của hai người ngay lập tức nghi điểm trong mắt trần phàm hắn nhìn hai người họ tấm tắc khen hai vợ chồng chất phác như vậy mình phải giúp bọn họ thấy cha mẹ đã rời đi chỉ còn mình với cao nhân linh chi vội vàng lên tiếng trần công tử cái này cho công tử triệu linh chi hai tay cầm thủy tinh châu ánh mắt giạt rào tình cảm nhìn trần phàm Trần Phàm nhận lấy thủy tinh châu, lòng bỗng chốc rung động, lòng thầm nghĩ bóng rổ, đại lục thần võ lại có bóng rổ sao? Hắn thử đập xuống đất, rồi nói cái gì nhỉ? Tiểu Chi, cây cỏ trong sân không cần mỗi ngày phải tưới nước nữa. Bắt đầu từ hôm nay cô cứ đi theo lão Diệp, ông ta sắp xếp cô làm gì thì cô làm. Triệu Linh Chi nghe xong thì thất kinh. Cao nhân muốn tước đoạt đi thân phận chủ mẫu tới nước sơn hà của mình, để mình làm người hầu của Diệp Kinh Hồng. Công nàng rưng rưng nước mắt không dám tin vào tai mình, tại sao? Trần Phàm lạnh lùng quay người đi, buông lời cay đắng sau này ngươi và tuyết di cũng đừng ở trong viện nữa không tiện lắm ngươi hãy chuyển đến ở cùng cha mẹ của ngươi đi trời đất bỗng chốc sụp đổ với linh chi cô nàng ngồi thụp xuống khóc như mưa an tuê còn trần phàm thì vô cùng vui vẻ rời đi nhị không được mà tự khen chính mình trong một nhà sao có thể có thủ oán được ở cùng với nhau có mâu thuẫn gì rất nhanh cũng sẽ được hòa giải mình đúng là có tài thật sau đó cô ẻm triệu linh chi chạy về ôm mẹ khóc hu hu hoàng hậu ôm con gái vào lòng không ngừng vỗ về an ủi cao nhân không phải có ý muốn lập tiểu chi làm chủ mẫu sao sao nói thay đổi là thay đổi vậy diệp kinh hồng dày dặn kinh nghiệm trong việc đoán ý bèn lên tiếng chúng ta chỉ là con cờ của cao nhân nếu như biểu hiện thích chính là xem thường cao nhân trả trách cao nhân lại để tiểu chi ở tứ hợp viện cô nàng nghe vậy thì không phục thút thiết nói nhưng mà cao nhân muốn ta tới nước sơn hà thay ngén vạn vật đây không phải là chuyện mà chủ mẫu mới có tư cách để làm sao diệp lão thở dài đúng là trẻ người non dạ chưa hiểu được thâm ý sâu xa của cao nhân ngươi chỉ là người đứng đầu hàng để cao nhân xây dựng lại giang sơn thôi có hiểu hay không ngươi đã lĩnh ngộ sai thâm ý của cao nhân rồi cô nàng lấy khăn tay lau nước mắt trong lòng vẫn không tin bèn lấy ra một dẫn chứng khác nếu đã như vậy tại sao cao nhân còn muốn lấy vật thể hiện tình yêu với ta để trưng cầu ý kiến của ta tiểu thất thấy cô nàng ảo tưởng level mắc thì nhị không được lên tiếng cao nhân muốn hoàn toàn nhập phàm luyện tâm trong đó bao gồm cả kết hôn sinh con vì thế mới trưng cầu ý kiến của ngươi chứ không phải là thích ngươi diệp lão thấy có người tìm được lý do giải thích cho mình lập tức tán thành không sai cao nhân cho ngươi bình nước chỉ là sắp xếp công việc cho ngươi không phải là thể hiện tình yêu với ngươi có người nào mà dùng bình nước để làm vật định tình đâu linh chi cuối cùng cũng vỡ lẽ ra quê quá trời quê vì thế tất cả đều là do ta tự đa tình sao tại hành lang ký túc xá của nhân viên diệp kinh hồng nhìn tiểu thất hỏi bà cố nội nhỏ ta có một chuyện muốn hỏi ngươi tiểu thất đáp diệp thúc 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 vẫn nên gọi ta là tiểu thất từ nay về sau ta và diệp thúc giống nhau đều là người hầu cho sự nghiệp của cao nhân thấy tiểu thất không cậy sủng mà kêu làm cho diệp lão vô cùng vui mừng được tiểu thất ngươi nói cao nhân có phải cũng giống như người phàm muốn kết hôn sinh con hay không tiểu thất ngãi đầu nói nếu như cao nhân thật sự có tâm tư này nhất định đã ám thị chúng ta nên đợi cơ duyên là được hai người mỗi người một suy nghĩ không biết cao nhân thích cô gái như thế nào là con người hay là yêu linh diệp lão nghĩ đến con gái mà có buồn phiền tâm tư của tiểu vũ đối với cao nhân hai không biết nó có cơ hội hay không nữa đây tập 28, sáng hôm sau trần phàm thị phạm hướng dẫn những người công nhân làm đồng hãy đào đất trước sau đó giải hạt giống vừa nói hắn vừa làm mẫu cuối cùng là lấp đất tưới nước gieo hạt như vậy tỷ suất nảy mầm sẽ cao hơn Trần Phàm sử dụng kỹ năng thần canh nông, truyền dạy kinh nghiệm cho mọi người, đám người nghe xong lập tức vỗ tay bôm bốp, không hổ danh là Trần công tử, làm phiền Trần công tử chỉ điểm rồi. Đám công nhân nhanh chóng bắt tay vào công việc, cứ hai người một nhóm, một người đào đất một người gieo hạt giống, ngay khi quốc đầu tiên bổ xuống, họ đã phải kinh hãi kêu lên, "Ôi trời đất thiên địa quỷ thần ơi, cảm giác linh lực sắp chảy ra rồi." Người kia lập tức thúc dục, nhanh tới nước. Một lần quốc là một lần linh lực hấp thụ vào trong cơ thể, vì vậy mà đám người này càng hùng hục quốc đất. Trần Phàm nhìn một màn này nhịn không được cảm thán những người mà lão diệp tuyển đúng là chăm chỉ có việc đều dành làm khi mình được danh hiệu thần canh nông mấy tấn hạt giống phần thưởng của hệ thống không ngờ trong chớp mắt rất nhanh đã được giải xong lúc này trần phàm liếc mắt qua chỗ diệp lão thấy lão còn hăng hái hơn một mình một tim làm không biết mệt mỏi quả là không có chỗ chê lão diệp còn là đại quản gia ở trong sân này bất cứ việc gì cũng tận tâm cả nhà bọn họ đều là người tốt đáng tiếc mình và tiểu vũ hai cuối cùng có duyên không có phận nhìn cây cuốc trong tay lão diệp đã có nhiều vết dạn trần phàm quyết định đợi có thời gian phải làm một cái quốc mới cho hắn mới được. Sau đó hắn đánh mắt nhìn ra xa, trong lòng có chút trầm tư, dụng trên núi này có giới hạn, muốn trở thành người giàu có, e rằng phải phát triển thêm một vài nghề phụ, chỉ là không biết nên làm gì thì tốt đây. Đúng lúc này hắn nhìn thấy muội muội đang ngồi một mình, hừm. Bèn tiến lại gần hỏi, "Tiểu Thất, đang chơi gì vậy?" Tiểu Thất nhìn hắn rồi nói, "Ca ca, ở đây có một con côn trùng nhỏ rất đẹp, Thất Hải Ngọc Tầm đang bò tới bò lui trong đám cỏ." Trần Phàm bèn nhấc nó lên quan sát, lại là tầm, tiểu thất muội có biết nó từ đâu đến không tiểu thất ngoan ngoan đáp không biết khi ta phát hiện thì nó đã ở đây rồi trần phàm nhìn còn tằm trong tay ánh mắt phán xét không biết nó có nhà tơ được không nhỉ thất hải ngọc tằm nằm trên tay hắn bất ngờ phát hiện trên người cao nhân không có một chút hơi thở của võ giả nhưng uy áp của đôi bàn tay này lại khiến cho mình không thể nhúc nhích được nó cảm giác như bị ngũ đỉnh sơn đè lên người không thể nhúc nhích điều này khiến nó vô cùng sợ hãi nếu như cao nhân không tha cho mình đi thì mình không thể nào chạy thoát được Tất hải ngọc tầm sợ hãi đến mức không ngừng nôn ọe vì thế mà tơ từ miệng nó không ngừng nhả ra tiểu thất gieo lên sung sướng ca ca nhanh nhìn kìa nó đang nhả tơ trần phàm cầm sợi tơ vừa được nhả ra giơ lên cao ngắm nghía tấm tắc khen chất lượng của tơ tầm này không tệ nếu như có thể may thành một bộ y phục nhất định mặc vào sẽ rất thoải mái ngọc Tâm nhìn trần phàm dễ dàng cầm sợi tơ của nó lên thì lại càng thêm hãi hùng sợi mây bảy màu của mình là một trong những bảo vật bền vững kiên cố nhất trên thế giới này cao nhân lại chỉ dùng hai ngón tay thì có thể dễ dàng kéo ra được rồi sao trần phàm bèn quay người gọi lớn lão cầm cầm phá thiên đang xách nước tưới cây nghe vậy thì giật mình đáp hả trần công tử sao vậy trần phàm bèn giơ bàn tay đang cầm thất hải ngọc tầm hỏi lão cầm ngươi đã bao giờ thấy loại tầm này chưa ta muốn nuôi dưỡng với quy mô lớn cầm lão ngãi đầu đáp trần công tử đây là tầm ngọc bảy màu là biến chủng của tầm ngọc cũng khá hiếm nhưng mà tầm ngọc bình thường thì có rất nhiều mặc dù tầm nhả ra không tốt bằng tầm ngọc bảy màu nhưng cũng rất quý giá trần phàm nghe lão nói vậy liền nhanh chóng đưa ra quyết định là vậy sao thế thì làm phiền ngươi giúp ta mua một vài tầm ngọc về đây nhé cầm lão không hiểu mô tê gì nhưng cao nhân đã phân phó thì lập tức tuân theo ừm trần phàm bèn nói với lão đi theo ta ta sẽ đưa tiền cho ngươi ừm ừm tiểu thất nhẹ nhàng lấy ngọc tầm từ tay trần phàm rồi thả nó về bụi cây rồi thủ thỉ với nó tầm bảo bảo nhanh lớn lên nhé thất hải ngọc tầm vừa được thả trên một phiến lá liền lập tức ăn đớp lấy đớp để đến mức phòng mùng trận má đúng là mỹ vị mỗi một chiếc lá đều là linh dược trà trách thánh nhân lại không do dự xử chết thanh y lão giả lại giữ tính mạng cho tộc của mình thì ra đều là có sự sắp xếp của cao nhân. Trong một căn phòng nào đó, hai cô nàng cầm âm Diệp Vũ đang cầm khăn tay khóc thút thít, thương thân trách phận, cầm âm giơ khăn tay của mình ra hỏi Diệp Mỹ nữ, "Tiểu Vũ, ta vẫn không thể ngộ ra được thâm ý ở trong đôi khăn tay này, bây giờ cao nhân đến ngay cả nhắc cũng không nhắc đến ta." Diệp Khinh Vũ nhớ đến thái độ lạnh nhạt của Trần Phàm thì khóc càng thương tâm o ngừng lấy khăn lau nước mắt, số mệnh của hai tỷ muội chúng ta đúng là khổ thật. Hai cô nàng đang bận trách phận vô duyên thì cửa phòng đột nhiên bị mở toang ra, hai lão Diệp cầm đã lù lù xuất hiện, Cầm lão hớn hở nói: tiểu âm tiểu vũ cao nhân phát hiện ra tầm ngọc bảo ta đi tìm nhiều hơn diệp khinh vũ nghe vậy thì sốt ruột hỏi trần công tử muốn tìm tộc tầm ngọc sao có phải là có thâm ý gì không cô nàng lúc này chợt nghĩ tới trả trách công tử bất mãn với mình công tử để mình đi đến rừng huyễn diệt để lấy mây thiền rực. thâm ý ở trong đó chính là đem tộc tầm ngọc lên núi vô danh diệp lão gãi gãi cằm ra cái dáng vẻ chuyên gia đi guốc trong bụng cao nhân nói với những người trong phòng cao nhân nếu như muốn tìm tầm ngọc là nhìn chúng tơ của bọn nó nhà ra tầm ngọc dùng để diệt vải một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu hai lão chả có nhẽ là thâm ý này hai người không hẹn mà cùng đồng thanh nói nữ nhân diệp lão trong đầu không biết nghĩ đến chuyện gì đen tối mà mặt đỏ bừng xấu hổ ngượng ngùng gãi đầu nói ta đã nói cao nhân sao có thể sắp xếp nhiệm vụ đơn giản như vậy cho ta thì ra mục đích thật sự của cao nhân chính là tìm quân cờ nữ nhân hai cầm lão nghe mà sáng cả mắt lập tức giơ ngón tay cái thể hiện sự ngưỡng mộ đều là quân cờ tại sao ngươi lại ưu tú như vậy diệp khinh vũ trong đầu xoẹt qua một hình ảnh trong một trăm dặm của khu rừng huyễn diệt có một chiếc nữ cung môn đệ đều là con gái người người đều lấy dệt vải nhập đạo ý của cao nhân có lẽ chính là ở đây lão cầm nghe xong phân tích của mọi người gấp không chờ thêm được nữa lập tức người ra đi không quay đầu trở lại được bây giờ ta sẽ đi thu phục chức nữ cung diệp lão ở phía sau vội vàng lên tiếng gọi lại khoan đã lão cầm khi ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ đem theo tiểu vũ và tiểu âm cho hai người họ một cơ hội lập công diệp khinh vũ nghe lão cha nói vậy cảm động rớt nước mắt phụ thân cầm lão cũng không ý kiến ý cò gì lên tiếng thúc giục thay cho lời đồng ý tiểu vũ nhanh dẫn đường Diệp Kinh Hồng thầm tính toán trong lòng, cao nhân trước đây đã tư vấn chuyện kết hôn sinh con với Triệu Linh Chi, bây giờ lại phái lão cầm đi chiêu mộ quân cờ nữ, nếu đã như vậy, tại sao mình không giúp Tiểu Vũ giành lấy cơ hội, cũng có thể giải được nỗi khổ tương tư của nó. Ở một nơi nào đó, trên bầu trời những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến, cùng với hắc điểu bay tán loạn. Ma khí bỗng chốc dày đặc, đen như hỗn độn. Sau đó một đám người mặc hắc y, mắt đỏ kè như ma quỷ từ địa ngục bước ra, tên cầm đầu đeo mặt nạ hai sừng, giọng điệu u ám, quả nhiên là như tình báo nói, một nửa cao thủ của quần đảo đông hải đều hội tụ ở nơi này nhưng mà trên núi này cũng không có gì đặc biệt tại sao bọn họ lại muốn tụ tập ở đây một tên ria cá chê tiến đến hớt lẻo với tên cầm đầu hắc quỷ đã bị giết ở xí linh quốc hiển nhiên là có cao thủ đã đi trước chúng ta một bước để chiếm lĩnh quần đảo đông hải nói không chừng vị cao thủ kia đang ở trên núi này đám người này nhìn chằm chằm về một hướng tên cầm đầu lạnh lẽo nói thế thì vừa hay hôm nay chúng ta sẽ một lưới tóm hết rồi hắn nhếch miệng cười dẫn theo một đám lâu la hung thần ác sát sát khi ngập trời tập 29 lúc này tại biệt phủ của trần phàm hương thơm lan tỏa bốn phía tiểu thất tiểu bạch và tiểu ô nước miếng chảy ròng ròng chẹp chẹp miệng mùi vị này là trần phàm đang chuyên tâm nướng thịt nhìn thấy muội muội không ngừng lấy tay lau nước miếng bất đắc dĩ nói tiểu thất đừng vội không nướng chín ăn vào sẽ bị đau bụng đấy đúng lúc này tiểu thất cảm nhận có gì đó đang tiến đến bèn nói với tiểu bạch có khác thường ngoài tứ hợp viện bầu trời đang trong xanh bỗng chốc bị những đám mây đen nuốt chừng khiến cho bầu trời vô cùng quỷ dị đám người diệp kinh hồng và đội ngũ anh em làm nông thấy cảnh tượng này thì kinh hãi trên trời là cái gì tuyết di không ngừng đổ mồ hôi lạnh hình như là vô số cao thủ kết bạn mà tới hơi thở ngưng tụ ra mây mù thấy tình thế có vẻ bất ổn diệp kinh hồng mang trong mình sứ mệnh quản gia ngay lập tức kêu gọi sĩ khí của tất cả mọi người ma khí sát phạt mạnh như vậy không giống như nhân sĩ chính đạo e rằng là người của chu tiên điện các ngươi hãy nghiêng chiến với ta tuyệt đối không thể để những người trong ma tộc này làm phiền đến cao nhân ăn đồ nướng một đám cầm cày cuốc trong tay đồng thanh khí thế rõ tám chiến đấu vì cao nhân đánh lui ma giáo mọi người đồng loạt phi thân lên nghênh chiến dẫn đầu là diệp lã tại ngoại vi của núi vô danh trên không trung hai phe trực tiếp đối diện nhau lão diệp hùng hồn ra đòn phủ đầu tặc nhân to gan dám làm phiền cao nhân ăn đồ nướng hàn quốc tội không thể tha thứ được còn không nhanh lùi đi ngay đoàn người núi vô danh dàn hàng mang theo khí thế hừng hực thủ lĩnh ma đầu nhếch mép cười khỉnh cao nhân thế thì hãy gọi cao nhân phía sau các ngươi ra đây cùng nhau chịu chết nói rồi tay gã vận ma khí đánh thẳng về phía diệp kinh hồng diệp lão ăn chọn một đòn này bị bắn ra xa trăm mét phụt cả siro đoàn người núi vô danh lo lắng hét lớn diệp đại ca diệp lão được triệu linh chi và tuyết di mỗi người đỡ một bên bỗng chốc đám người núi vô danh nhao nhao lên như ong vỡ tổ tên trước mặt thế mà lại là võ tôn trong chúng ta người mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ là võ tông làm thế nào mà đối phó với cường giả võ tôn đây tên thủ lĩnh ma đầu lạnh lẽo lên tiếng bây giờ gọi hắn ra ngoài cứu các người nếu không hừ hừ đợi mà thu xác của các người đi tên ma đầu gầm lên mang theo cỗ cường đại uy áp giáng xuống nhẹ nhàng nhấc bổng họ lên rồi thích chặt khiến cho họ không thở nổi tiếng kêu la sợ hãi không ngừng vang lên diệp đại ca cứu ta a à, a à, cao nhân sẽ không chừng mắt nhìn chúng ta bị giết đâu có đúng không cao nhân đã ban tặng cơ duyên lớn cho chúng ta đến ngay cả kẻ địch xâm nhập vào cũng không giải quyết được còn có tư cách gì mà khẩn cầu cao nhân ra tay chứ diệp đại ca a a a diệp kinh hồng lúc này đã thất kinh hồn bay phách lạc như rơi vào tuyệt vọng vô tận đúng vậy dựa vào thực lực này của chúng ta cao nhân dựa vào cái gì mà ra tay chứ tiếng gào thét đau đớn liên tục vang lên trong tứ hợp viện tiểu thất cùng tiểu bạch và tiểu ô nhìn lên bầu trời lòng đầy lo lắng tiểu bạch không hiểu tại sao cao nhân lại không ra tay cứu bọn họ tiểu thất đau lòng đáp lời trong mắt của cao nhân chúng sinh đều là sâu kiến lẽ nào người còn để ý đến sống chết của sâu kiến sao lúc này trần phàm vẫn đang vui vẻ hoàn thành bước cuối cùng của món thịt nướng sau xuôi hết thảy hắn lớn tiếng gọi tiểu thất lập tức có thể ăn được rồi đang bận rắc hạt tiêu thế đích nào một cơn gió độc thổi qua khiến cho hạt tiêu bay cả vào mũi hắn nhịn không được mà hắt xì hơi một cái rõ to một cái hắt xì này của hắn mang theo vô số đạo văn bắn thẳng lên bầu trời, cùng phong kéo đến đánh tan mây đen. trên không trung, ma pháp trói buộc mọi người cũng vì thế mà bị hóa giải, làm cho một đám kinh hoàng không dám tin. tên thủ lĩnh ma đầu bàng hoàng, hoàng hốt, sao có thể chứ? kinh khủng hơn là trận cùng phong này còn cuốn phăng, tiêu diệt toàn bộ đội quân ma giáo chỉ trong một nốt nhạc. bầu trời nhanh chóng trở lại trong xanh như ban đầu, mọi người toàn thân chấn động, cao nhân. rốt cuộc là ngài đã đến cảnh giới đáng sợ như thế nào? nơi nào đó ở trong tầng mây, tứ công chúa long tộc mang theo hai đại huynh nhà mình đến và đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi đến tận giờ vẫn chưa hết run sợ ngao bắc lên tiếng đại ca nhị ca bây giờ các ngươi đã tin lời ta nói chưa nhị hoàng tử của long tộc ngao nam đại hoàng tử của long tộc ngao đông cả hai không ngừng đổ mồ hôi lạnh ngao đông lắp bắp kinh hãi một người hắt xì mà chết cả trăm người cho dù là phụ hoàng cũng không làm được đúng không nhị hoàng tử vội vàng nói chúng ta đi mau thôi nếu như bị vị cao nhân kia hiểu lầm chúng ta và ma tộc kia là một phe thì chết chắc đại hoàng tử vội kéo muội muội cùng với nhị để lập tức phi thân bay đi ngao bắc thét lớn phía sau đại ca chờ đã một màn này khiến cho đông đảo thực vật dậy sóng hôm nay là lần đầu tiên cao nhân ra tay giết người không ngờ chưa động tay thì thôi động tay thì càng khôn thất sắc thanh đế bây giờ ngươi có thể nhìn ra cảnh giới của cao nhân không thanh đế nhăn mày nhăn mũi bất lực trả lời cao nhân mặc dù đã ra tay nhưng ta vẫn không thể nhìn thấu được từ đó cho thấy thực lực mà cao nhân phát huy ra hôm nay vẫn chưa tới một phần tỷ của ngài ấy đám người nghe vậy thì hãi hùng mồ hôi đổ đầm đìa sau cú hắt xì của cao nhân Quỷ Ngưu quyết tâm kiếm bằng được mảnh đất cắm rùi ở nơi này, nó ngấu nghiến ăn cỏ, lòng nhiệt huyết sôi trào, cái chân lớn này mình liếm chắc rồi. Chu Tiên Điện, một tiếng nổ cực lớn, ngọc bài vỡ nát vô số. Tên Tám múi giật mình đứng bật dậy, ngọc bài linh hồn đồng thời bị nát, lẽ nào có người chỉ ra một chiêu thì đồng thời giết chết được hộ pháp tu la bọn họ sao? Tên đeo khẩu trang 3D không cho là vậy lên tiếng nghi ngờ, quần đảo Đông Hải là nơi yếu nhất của Đại Lục Thần Võ, sao có thể có cao thủ như vậy được chứ? Nam tử ngồi trên ở ghế chủ vị trầm giọng nói, quần đảo Đông Hải bây giờ mặc dù yếu nhưng trong lời đồn là nơi mấu chốt đại biến của thiên địa. Chúng ta xây dựng Chu Tiên Điện ở đây cũng chính là vì muốn nắm giữ quần đảo Đông Hải trước không ngờ vẫn có người nhanh chân đến trước. Là ta đã sơ suất, Chu Tước trưởng lão, Bạch Hổ trưởng lão, các ngươi đích thân làm thống soái, nhất định phải đoạt lại quần đảo Đông Hải vào trong tay của Chu Tiên Điện chúng ta, tên tám múi và tên đeo khẩu trang 3D chắp tay cung kính, đồng thanh hô rõ. Tập 30, tại lò rèn của đại tráng ở trấn Thanh Khê, đột nhiên xuất hiện hai vị khách không mời, một người là tên áo tím trước từng bị tiểu Bạch giã cho lên bờ xuống ruộng, và một người còn lại là một lão già tóc bạc trên đầu có đeo vòng kim cô gã áo tím lúc này lên tiếng đại tráng đây là tộc trưởng của tôn gia chúng ta tôn ngộ phạm đại tráng mắt không thèm nhìn hai người tay đập búa chan chát lạnh lùng hỏi trần công tử nói ngươi đi tìm kẻ buôn người đã tìm thấy hay chưa lão già đội vòng kim cô đưa bàn tay phải lên trên ngón tay tỏa ra ngân quang tiến về phía đại tráng trả lời không vội trước đó hãy để chúng ta nói một chút về thân thế của ngươi đại tráng mồm đang gặm dở dưa chuột thấy lão già này sấn sổ về phía mình hoảng hồn không ngừng lùi về sau còn muốn lừa ta nói ta là người của tôn gia các người đúng ngón tay của lão già tôn ngộ phạm đã chạm vào giữa trán của đại tráng từng luồng ánh sáng theo ngón tay của lão đi vào bên trong cơ thể hắn năm những hình ảnh về thân thế của đại tráng hiện lên rõ mồn một từ lúc hắn vừa được sinh ra khi cha mẹ hắn phát hiện hắn không có võ hồn bị phế rồi họ đã tàn nhẫn như thế nào khi thả trôi sông hắn sau đó hắn được người dân chấn thanh khê phát hiện trên sống có một đứa trẻ rồi hắn được họ cứu mang về sau khi tái hiện các hình ảnh này trong đầu đại tráng tôn lão lập tức bỏ tay ra khỏi chán hắn rồi nói ta đã dung hợp huyết mạch của ngươi, có võ hồn. Bây giờ có thể biết được chúng ta không lừa ngươi rồi đúng không? Đại tráng sau pha chạm tay định mệnh đó, trên mặt, cơ bụng của hắn bỗng chốc lông lá mọc lên rậm rạp. Ngay cả mái tóc xanh rêu cũng chuyển sang màu vàng lông khỉ, đại tráng kinh ngạc nhận ra, thì ra, ta còn là người của tộc đấu chiến thánh hầu sao? Đại tráng nhìn hai người trước mặt rồi nói ra nghi ngờ của mình, vì thế tiểu thất là Thỏ Ngọc Thông Linh, vậy kẻ buôn người mà Trần công tử nói thì sao? Tôn lão trầm giọng nói, chuyện này nhất định là có liên quan đến tộc của Thỏ Ngọc Thông Linh. Thỏ ngọc thông linh là hậu duệ của thỏ ngọc bảy màu thần thú thượng cổ, phân thành công mạch và mẫu mạch, công mạch chỉ sinh thỏ đực, mẫu mạch chỉ sinh thỏ cái. Tộc trưởng của tộc công mạch là Công Lăng Viên, 3000 năm trước đã đưa ra kế hoạch cứu sống nguyên tổ, mà kế hoạch này cần phải hiến tế đích hệ của mẫu mạch. Đến đời mẫu đồng đan của mẹ tiểu thất, cô ta không cam tâm bị hiến tế, càng nói ra lời ngông cuồng, không cần cứu sống nguyên tổ, ta sẽ vượt qua nguyên tổ, lần này đã chọc đến Công Lăng Viên, mẫu mạch bị diệt, mẫu đồng đan đưa theo tiểu thất chạy trốn, giữa đường bị giết. Đại tráng nghe vậy nóng nảy quát, thế còn đợi gì nữa tiểu thất bây giờ là muội muội của trần công tử nhất định phải trả thù cho tiểu thất tôn lão bình tĩnh đáp thỏ ngọc thông linh là một trong những gia tộc yêu thú mạnh nhất của đông vực không thể khinh địch trước tiên vẫn nên hỏi trần công tử là muốn tiêu diệt tộc công mạch hay là chỉ đối phó với một mình công lang viên đại tráng nắm chặt bàn tay khi thế hừng hực được bây giờ chúng ta sẽ đi đoàn người nhanh chóng lên đường chả mấy chốc đã đến núi vô danh ba người được diễn kiến trực tiếp trần phàm và tiểu thất tại phòng khách tôn lão lúc này khách khí lên tiếng trần công tử chúng ta đã tra ra được kẻ buôn người kia rồi chỉ là thế lực của họ quá lớn phân bố ở khắp nơi nếu như có thể biết được đặc trưng cụ thể chúng ta cũng có thể bắt lại được tiểu thất nghe vậy thì không kìm được nước mắt chân phàm nhìn muội muội mà đau lòng vội xoa đầu an ủi tiểu thất đừng khóc muội nhớ lại một chút còn nhớ kẻ buôn người đó trông như thế nào không tiểu thất nước nở đáp ca ca ta nhớ đó là một lão già rất xấu và còn hung dữ nữa tên là công lăng viên mẹ của ta chính là bị hắn sát hại nghe xong những lời này của muội muội chân phàm trong lòng vô cùng xót xa tiểu thất nói cho mình biết mẫu thân của muội ấy đã qua đời không ngờ là bị kẻ buôn người sát hại. Thân sắc Trần Phàm bỗng trở lên nghiêm nghị, hắn nhìn Tôn Ngộ Phạm hỏi, "Lão Tôn, người tên Công Lăng Viên gì đó, các ngươi tìm được không?" Tôn lão chắp tay cung kính trả lời, "Trần công tử yên tâm, đã tìm thấy rồi." Linh lực cường đại trong cơ thể Trần Phàm bộc phát ra bên ngoài, khiến cho tất cả phải kinh hãi. Giọng nói âm lãnh mang của hắn vang lên, "Đợi lát nữa ta cùng các ngươi đi, tự tay chém chết tên xúc sinh đó." Trần Phàm xoay người, tay chạm vào thanh bảo kiếm được treo trang trọng trên giá đỡ, hắn thầm thì với thanh bảo kiếm, "Ta không thể tu luyện, không thể đưa người đi hành hiệp trượng nghĩa nhưng hôm nay ta có thể đưa ngươi đi diệt trừ kẻ ác trần phàm rút thanh kiếm ra một đạo kiếm khí khủng bố cùng phong bỗng chốc nổi lên sắc khí nồng đậm từ phía Cố linh lực uy áp không ngừng khuếch trương ra xung quanh dãy núi vô danh đám người trong phòng khách sợ hãi co rúm lại một chỗ toàn thân đổ mồ hôi lạnh trên bầu trời dị tượng chưa từng có xuất hiện bầu trời trước đó còn trong xanh nay đã bị những đám mây đen che lấp một cổ uy áp thần thánh từ kiếm khí bắn thẳng lên trời cao theo sau đó là những tia sấm chớp ầm ầm như mang theo cơn thịnh nộ của cao nhân một nơi nào đó tại trấn Thanh Khê, Yến Hiểu Phong đang học theo cao nhân gồ sử kiếm khí, đột nhiên một tia chớp từ trên trời đánh thẳng vào thanh kiếm của hắn. Thanh kiếm lóe sáng, thân kiếm mang theo từng vân ánh chớp, chiếu rọi khuôn mặt của Yến Hiểu Phong. Đảo yêu thú, Lâm Tiêu nhạn kinh hoàng khi thấy những tia sấm chớp liên tục đánh xuống. Đại quân của Chu Tiên Điện, một đám ma giáo đang tập trung để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công núi vô danh, bất ngờ bị sấm sét dội xuống liên tục, đánh cho gà bay chó sủa, tiếng la hét vang khắp nơi, đó là cái gì? Đáng sợ thật, chạy nhanh thôi. Tên bụng tắm muối bạch hổ trưởng lão và tên đeo khẩu trang 3D chu tước trưởng lão kinh hãi nhìn lại lên bầu trời đó rốt cuộc là cái gì? Cùng lúc đó tại Long Cung Long Vương cảm nhận từng đợt dung chuyển tiếng nổ ầm vang trong lòng ngập tràn lo lắng thay đổi của thiên địa hay sao đã bắt đầu rồi lão nhìn ra bên ngoài Long Cung mặt nước như bị chém nứt trong phòng khách tại núi vô danh Trần Phàm cầm thanh bảo kiếm sáng loáng trên tay nói đây là thanh kiếm ta rèn mà thấy hài lòng nhất còn cho rằng không thể trở thành võ giả nó chỉ là một vật trang trí mà thôi không ngờ bây giờ còn có thể dùng được dứt lời hắn nhìn xuống đất ngỡ ngàng khi thấy mấy người họ tôn đang quỳ dạp dưới đất không ngừng run rẩy làm cho hắn không hiểu đây rốt cuộc là sao tôn ngộ phạm sợ cao nhân trách phạt làm lộ thân phận của người vội gồng mình đứng dậy vội vàng giải thích không sao ta lớn tuổi rồi trần công tử đối phó với kẻ buôn người tầm thường sao phải để công tử tự ra tay giao cho chúng ta là được tôn lão nghĩ thầm chuyện đánh chết công lăng viên vốn dĩ là do tôn gia chúng ta làm nếu như để cao nhân ra tay thế không phải là chúng ta quá vô năng sao tiểu thất vội nhìn trần phàm ánh mắt chớp chớp tiểu thất không muốn ca ca vì ta mà đi mạo hiểm hắn nghe mà xúc động vỗ nhẹ vai cô bé tiểu thất trong lòng trầm phàm không khỏi bùi ngùi ta không phải là võ giả mọi người sợ ta làm liên lụy sao phải để tiểu thất lo lắng cho mình chứ mọi người đã nghĩ cho hắn như vậy thôi thì hắn cũng không đòi đi cho bằng được hắn bèn quay người cầm thanh kiếm trong tay nói đại tráng ngươi cầm thanh kiếm này đi dùng kiếm này chế phục để trả thù đại tráng được sủng mà kinh hãi chưa kịp định thần đưa tay định nhận lấy ừ. đúng lúc này tiểu thất lên tiếng ngăn cản ca ca người này là kẻ thù giết mẹ của tiểu thất để tiểu thất tự báo thủ, Trần Phàm nhìn muội muội không biết phải làm sao. Thấy cao nhân đang khó xử, Tôn lão tranh thủ lên tiếng ghi điểm lấy lòng, "Trần công tử yên tâm, chúng ta sẽ đưa tiểu thất nguyên vẹn trở về." Nghe vậy Trần Phàm cũng yên tâm hẳn, không còn lăn tăn nữa, "Vậy được rồi, vậy các ngươi sớm đi sớm về, nhất định phải bảo vệ tốt cho tiểu thất." Hàn Thâm nghĩ trong lòng, không ngờ tiểu thất còn nhỏ tuổi, trong lòng lại có thù hận lớn như vậy, sau này mình phải dùng thêm thời gian để ở cùng với tiểu thất, bên ngoài tứ hợp viện. Trần Phàm đầy lo lắng nhìn muội muội, tiểu thất phải chú ý an toàn tôn lão liền lên tiếng cam đoan yên tâm đi trần công tử chúng tôi sẽ bảo vệ tốt cho tiểu thất tiểu thất nhìn cao nhân rồi vẫy tay tạm biệt ca ca tiễn đoàn người rời đi xong hắn lại bắt đầu suy nghĩ điều kiện cuộc sống cũng đã cải thiện nếu so với những đứa trẻ trên trái đất ăn mặc giải trí của tiểu thất cũng đơn giản một chút nghĩ vậy hắn bèn gọi tuyết di đến di tuyết đúng rồi lần trước con bò nhỏ mà các người kéo tới đây là được hay cái vậy di tuyết ấp úng không biết trả lời thế nào đây tuyết di có chút sững sờ tiểu thiên thanh quỳ như là được hay cái sao cao nhân không biết nhưng lại đặc biệt hỏi mình rốt cuộc là có thầm ý gì chưa để tuyết di trả lời trần phàm đã nói ra ý nghĩ trong đầu mình nếu như là bò cái thì có thể mỗi ngày cho tiểu thất thêm một ly sữa bò rồi quỳ như đang ở trong chuồng nghe thấy tiếng gọi của cao nhân thì vô cùng kích động cao nhân nhắc tới mình rồi sau đó nói như chết đứng hai mắt chừng lớn á đủ mình là con bò đực sao có thể hoàn thành nhiệm vụ của cao nhân được chứ